hết pin luôn. Pin con giờ sao giờ? Của mình mẹ cũng giờ gán đi, chút xíu đi. Để mẹ mở cái đèn lên. Chút xíu luôn hả? Lên chưa? Không coi lên mẹ chưa? Dạ lên rồi. Rồi, hai mẹ con em chào. Không có ai luôn á Ngọc Anh. Nghỉ lâu quá không có ai luôn á Ngọc Anh. Ủa sao nó tổng quen lại gì Ngọc Anh? Ê, rồi, tự nhiên nó mới cập nhật cái mới không? Như này hả? Ừ. Nè con vô mẹ đây. Vô chị. Em chào mấy chị luôn nha. Trời ơi, em chào mấy chị. Cái này đúng không? Đúng rồi, cái này kim nhật. Cái này. Ủa sao kỳ vậy? Ở trên. Trên đây. Vô đây chưa? Được rồi đó con. Cái này ở trên. Em chào mấy chị xinh đẹp nha. Mấy chị ơi. Rồi em nghĩ em lặn đâu cũng cỡ tuần ha. Tuần. Tuần 10 ngày vậy rồi. Em chào tình yêu Lan Trương nha mấy chơi. Hôm nay vô là đồ hơi bị đẹp. Với lại nó nghe nè. Trời ơi mấy chị thấy là cái tay em thấy tội nghiệp không? Này là bút lông nha. Đó, cái tay em là thấy thương luôn á. Em chưa đi làm được luôn. Có nói như là cù lự luôn á. Mấy chị ơi. Biểu cũ á. Biểu cũ em làm hết đâu khoảng tầm 97% ha. Còn 3% là có thể là shop bill. Hoặc là đồ cũ đổi lại. Với lại chị yêu nào mà đồ cũ bữa nay Vinh có điện thoại á. Thì ví dụ như mình không có lựa trên clip trên hình được. Thì mình chốt trên like này luôn rồi trừ qua luôn giùm em nha. 0903396 số 2 giùm em nha. Nói chung là giờ mấy chị tính đi 5.000 đơn mà em làm đâu trong 20 ngày là em cũng siêu nhân lắm rồi đó. 20 ngày nay là đêm nào em cũng 3 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 2 giờ, sáng là 8 giờ, 9 giờ. Cho nên ví dụ như còn tầm khoảng 3% đến 5% là em bị sốt bill. Thì ngày mai tụi em sẽ làm tiếp nha. Còn hôm nay chốt ngày hôm nay thì ngày mai là em lên đơn đi luôn. Em không có nợ gì hết. Gì hết. Còn tầm khoảng 10 ngày trước. Chị tiếng nước ngoài gì ơi. Chị điện giùm em 0339662 giùm em nha. Nha để em làm việc rồi chút xíu đòi nợ sao nha. Rồi hôm nay em lên sale banh cái nóc nhà luôn giùm em. Chia sẻ livestream tiếp em. Mấy chị có thấy cái tay em tội nghiệp chưa? Chưa có tiệm vàng nào mà cái tay giống em luôn á mấy chị. Chào nhận được bông và dây ha. Thì nói chung là bây giờ nếu mà em làm hết là em làm không nổi. Còn khoảng tầm 3%, 5%. Bữa nay em có điện cho mấy chị yêu nào mà đồ cũ á. Mình không có lựa được đồ thì mình lựa luôn trên đây là giùm em. Rồi mình chốt luôn giùm em. Em chào chị Vương Anh nha. Bông tai em đang đeo là bông tai sòn Biaget. Chết rồi giờ này chị nào mà điện là em không có nghe được nha. Rồi cái dây em đang đeo là dây Amaro cực kỳ đẹp. Hàng độc luôn giùm em ha. Lê Thùy. Đó, nhẫn em đang đem có số lượng là 5 chiếc. Mấy chị chốt đơn nhanh giùm em. Nó đẹp cực kỳ xương gió may nha. Rồi hôm nay em chốt từ dưới lên trên trước cho làm ăn cho nó lên giùm em á. Trời neo trơn á. Rồi đi từ từ em đi với Thí Nguyễn Thị Thanh cho cái gói đồ em quá trời. Nhận xong hai gói kia là chị lên đơn hai gói này đi tiếp. Đây cực kỳ đẹp. Rồi em có số lượng 5 chiếc ở trên là hộp nhân tạo nha. Rồi lên đơn luôn hôm nay ngày trở lại em bán giá bung nóc luôn giùm em. Amaro này không ai bán giá vuông bên đây cho mấy chị 1150 nha. Hôm nay em lên 1150 em có 5 chiếc giùm em. Rồi lên đơn giùm em. Mấy chị sót đơn điện 0339662 ngày mai em lên. Vừa mới lên đừng có đòi nợ nghe năn nỉ nghe. 390 nhân 115. Bây giờ thông cảm bây giờ 4-5 ngàn đơn em làm chỉ có trong 15-20 ngày từ từ tới ngày mai chị nào sót. Đồ cũ á, ngày mai thí dụ như có lộn hay là có gì muốn lựa, lựa luôn trên này. Chốt trên này rồi tụi em đi luôn cho nó gọn nha. Tầm còn khoảng 3%, 5% nữa thôi là ok. Rồi 4.500.000 giùm em. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mắc giùm em ha. Vừa mới lên á, đồ nợ là nó xuống luôn. Mấy chị thấy là con mắt em nó bị hai ngấn không? Hầu như là 20 ngày nay em một ngày em như ngủ được có 4 tiếng thôi. Tối á, là em phải đóng gói cho tới 3-4 giờ sáng. Sáng em thức dậy em có mắt em đi em đi không nổi luôn nhưng mà em phải cố gắng mạnh mẽ lên để làm cho mấy chị xong. Có đêm không, có những đêm á có nhiều chị điện thoại chửi em á, chửi nặng lắm. Em biết là em chậm nhưng mà chị cũng thông cảm. 5.000 đơn mà làm trong vòng nửa tháng 20 ngày thật sự là em bị áp lực cái thời gian á, với lại tin nhắn nó nhiều quá mà có nhiều chị chửi nặng nề em lắm. Có đêm 3 giờ em ngồi khóc như một con điên luôn thiệt, ngồi khóc như một con điên luôn nha. Rồi mấy chị nào chia sẻ livestream em tặng 100.000 ha, 99.000. Em tặng Phố Lộc Thọ, em tặng cho 3 người. Ngày mai em chốt cái lượt chia sẻ nha. 4.500.000 có 5 chiếc, chốt trên like chắc ăn có đơn nha. Chốt trên hình nếu hết hàng thì đặt lại giùm em nha. Còn nếu mà không nữa trả y cọc chốt trên like. Hôm nay chốt, ngày mai đơn này em lên đơn đi hết, không nợ ai hết nha mấy chị yêu xinh đẹp ơi. Đồ mới mua luôn bán sao chị? Bán liền, hôm nay chốt, ngày mai đi hàng luôn nha cả nhà. 4.500.000 nha, cho nên là mấy chị sẽ không có bị dồn đơn. Dồn đơn mấy chị với lại như vậy nè mấy chị.
bill với chị gửi á, nhiều khi cọc nó nhiều lần quá tụi em trừ, ví dụ như trừ rồi cái sao mấy chị trừ nữa hoặc là trừ sót, thành ra đồ nó đi hơi bị lâu. Còn như hôm nay chốt là ngày mai chiều, ngày mai 5 giờ em cho hàng đi luôn là xong ha. Hàng Quốc em đi chưa được, 4.500.000 nhẫn năng đeo. Rồi chốt đơn giùm em, lên đơn giùm em ha. Rồi còn chị nào mà sót bill thì ngày mai là em lên đơn cái bill cũ đi là xong nha. Rồi nhớ nha mấy chị, đặt cọc trên đây là đồ trên 10 triệu đặt cọc 5 triệu, dưới 10 triệu đặt cọc giùm em 2 triệu. Ai quỷ đơn hàng lỗ 50% tiền cọc giùm em nha. Ngày mai lên đơn hàng đi liền. Cho thí dụ như nhớ cho em luôn địa chỉ là phường xã, để số điện thoại này kia. Tóc em mấy chị biết không? Mai mốt đi xong cái này đi rồi em bán tới tóc cho mấy chị. Em gọi đầu xong là cái tóc này nè, nó thơm như là một dầu thơm luôn. Mà thật sự nói với mấy chị nha, cuộc đời em là da đầu em cực kỳ là nó hôi luôn, nói thiệt luôn á. Nhưng mà tóc này em vừa gọi ra là nó bung luôn vậy nè. Đó, mai mốt em xong bán này luôn nha mấy chị nha. Rồi 4.500.000 em chốt cho ai đây? Rồi em chốt cho Phan Như Huỳnh nha. Cho luôn địa chỉ đi tay nha. Tiêu tôi rồi, đâu rồi? Đây. Rồi em chốt cho đơn cho Phan Như Huỳnh để em coi cái inbox em nó nằm chỗ nào. Ủa Ngọc Anh ơi, cái này nó đã bị cái gì rồi? Đã bị lắc. Thấy hả? Rồi ok nè. Rồi thì mày sao chép này lại đúng không? Ủa sao mày sao chép cho Ngọc Anh? Mình lưu lại lần nữa đi. Lưu lại lá này hả? Lưu nào nhìn mẹ? Đợi em chút nha. Mấy chị có thấy tay em tội nghiệp không trời? Em nói thì em nhìn bàn tay em nói trên cõi đời này mà không có ai mà có bàn tay mà gọi là. Rồi cái dòng Cartier này mấy chị, em về hôm nay là 52 và 54. Nhẫn em đang có đường kính là không? À, đúng rồi. À, rồi copy lại giùm mẹ. Nhẫn em đang có đường kính là 17, 16 năm và 18 nha. Rồi con lên giùm mẹ chưa? Rồi ok cục cân nha. Rồi 45 giùm em chốt cho Phan Như Huỳnh. Rồi lên đơn giùm em. Rồi Mỹ Hằng Cherry giùm em 4.500.000 lên đơn. Rồi em chốt cho chị yêu chị Nguyễn Hoa giùm em ha. Rồi lên đơn, bữa nay chốt ngày mai đi hàng nha. Bill cũ là còn nợ chút xíu xíu nha mấy chị ơi. Rồi em chốt cho chị yêu xạo quá ha chị Mỹ Hằng. Cảm ơn chị nha, chị đang khen em nữa. Rồi 4.500.000. Rồi em chốt cho chị yêu Thi Thảo giùm em. Rồi nhẫn em hết nha. Rồi em xin để sao cho chị. Rồi em chốt chị yêu Diệu Phương cái nữa nè. Em có 7 chiếc em định chừa, 2 chiếc em bán trên hình nè mấy chị. Rồi em chốt chị yêu Giáng My luôn giùm em. Lên đơn giùm em Giáng My. Rồi em xin để một người sao nha. Rồi em để sao cho chị yêu Lâm Nương giùm em ha. Để sao Lâm Nương nhẫn. Để sao con cứ chụp hình cho mấy chị đi nhưng mà nhớ giùm em ha. Để sao bé chưa có trách nhiệm nhiều giùm em. Rồi dây chuyền em đang đeo có số lượng là 3 dây. Đẹp cực kỳ, đứng như cho mấy chị coi cái form luôn nè. Rồi chia sẻ livestream giúp bé nha mấy chị ơi, ngày mai chốt game nha. Ai chia sẻ nhiều nhất là được tặng 99.000 tài lộc lấy hên. Rồi dây chuyền em có 3, đụng hàng 1 đền 100 sợ cho mấy chị nha. Tèn 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 tèn, cái dây em đang đeo nó tới 4 tấc rưỡi. Có gì nó hơi dài mình sẽ cắt ngắn lại giùm em. Đó, đẹp cực kỳ luôn giùm em á mấy chị, đây nhìn nè. Trời ơi, nó xuất sắc lắm, mấy chị đeo như là hột sòn luôn, giống như dây sòn 880 triệu, không khác chút nào luôn cho em nha. Nhớ giùm em nha. À, lưu ý cái góc cảnh báo sau lưng trên đầu em, chị chốt hàng một trang này với lại một số tài khoản 0749 số 9 nha. 03396 số 2 giùm em nha. Em không có chốt trang cá nhân nha mấy chị. 32g70. Rồi, dây chuyền đang đeo. Lên đơn nào luôn cho bé giùm em, 1.240.000, 39.900. Dây em đang đeo 39.900, bông tai em đang đeo đầu lai, ai lấy chốt đơn luôn cho em. Em bán vừa tặng 33.500.000. Rồi hôm nay em lên sọ em tặng banh nóc luôn nha mấy chị ơi, tặng banh nóc luôn nha. À, đơn mấy chị, bên em chụp quá đơn dàn qua cho mấy chị rồi là bên em nó đi rồi ha. Mấy chị chỉ cần ok là bên em đi. Còn cái này nữa là do dịch đó, vận chuyển hơi bị lâu hơn, chứ không phải như lúc trước 3 ngày 5 ngày tới. Bây giờ dịch thì nó hơi lâu. Còn ví dụ chốt hàng ngày hôm nay là ngày mai em lên đơn đi luôn cho mấy chị. Bill cũ là em khoảng tầm 97%, còn sóc đơn và còn đồ cũ và đồ hoàn lại á, tới chỗ đó mấy chị không nhận, tới chỗ không nhận. Nhưng mà em chụp bill gửi qua mấy chị vẫn ok. Thà là từ đầu mấy chị không ok giùm em thì được. Cái này tới chỗ mấy chị vẫn ok, xong bây giờ mới nhận lý do gì đó mấy chị hoàn lại, là em chưa có chuyển tiền phần hoàn lại đó cho mấy chị. Nhưng mà chị nào hoàn mà dưới lý do vô cớ, ok xong đã rồi, tới chỗ tội tí te hoặc không nhận được, không hoàn được, thà là từ đầu không nhận thì không nhận luôn đi. Không, em gửi bill vẫn ok, tới lúc em tới chỗ thì không chịu, phải hoàn về mà mấy chị biết đi. Hoàn về nó cực kỳ lâu và cực kỳ nguy hiểm cho em. 33.500.000.
33 năm. Đồng Nai em đi được rồi nha mấy chị. Đồng Nai, Bình Dương là tầm khoảng 2-3 ngày nữa là có người đi giao luôn rồi nha. Người nhà đi giao luôn nha mấy chị. 33 triệu 500. Bao đẹp rồi, em chốt với Triệu Thanh Tâm 33 năm lên đơn. À, là này nè con, chưa, cộng dây chưa. Cộng dây em đang đây là 39 triệu 900 ngàn nha. Mấy chị nó dài nè. Mấy chị cắt ngắn nó tầm 4 tấc 2 thôi. Em nghĩ nó tầm 35 triệu thôi. Rồi 33 năm dùm em ha. Em hết rồi. Bông em hết rồi mấy chị ơi. Bông em hết nha. Dây chuyền đang đeo là 33 39 triệu 900, mà hơi bị dài. Mình đeo trong vòng nửa tháng á là mình đổi lỗ 10, mình bán mà lỗ 20, qua nửa tháng là 15-25 nha mấy cục cưng xinh đẹp. Rồi dây chuyền đang đeo, bông đang đeo hết rồi mấy chị ơi. Bông đeo hết rồi. Rồi em chốt rồi, dây em đang đeo là 39 triệu 900 ha. Rồi em chào chị Dân nha, em chào chị Lê Đan ha. Bông đeo hết rồi mấy chị ơi. Chị Lệ Nguyễn ơi, bây giờ em chuyển cọc lên cho chị rồi mà. Bây giờ còn cái lắc tay mà chị nó rộng với đó bông đó, ngày mai chị cứ báo nhân viên đi, em trả đủ tiền lên cho chị luôn. Em trả đủ tiền cái đồ đó cho chị luôn, đồ tháng cũ tháng 7 mà chị gửi lên chị đổi em á. Em có báo với bên mẫu rồi, ngày mai chị cứ việc điện hotline. Em sẽ trả tiền cái lắc của chị y luôn, y đủ luôn, không lỗ nha. Rồi có dịp mình mua cái khác giùm bé Vinh nghe cục cưng. Nhận 45 em hết rồi cục cưng xinh đẹp ơi. Đây này, dây nào chị nào bỏ lỡ hơi bị uổng nha. Nó đẹp kinh kích luôn mấy chị ơi, nó lung linh, nó chớp len len luôn nè. 39 triệu, dây đang đeo em chốt chị yêu Triệu Vi giùm em có 2 sợi. Rồi em chốt chị yêu Nguyễn Thị Hồng Nhung giùm em 2 sợi 3 sợi. Rồi ok, tình yêu Triệu Vi giùm em 39 chín. Rồi ok cục cưng, em chốt chị Nguyễn Hồng Nhung giùm em. Mấy chị cho em xin like chút xíu đi. Rồi chị nào xuất đơn điện 0339 6 số 2 giùm em nha. Rồi em chốt với chị yêu Đồng Tháp Gò Công. Ok cục cưng, ai được đọc tên là chốt đơn liền giùm em nha. Dạ. Mai mốt xong này đi rồi em bán. Ok chị Rosa Giao giùm em bán. Em bán luôn mặt nạ với lại dầu gội. Đợt này mấy chị gội nó bung cái tóc lên á, mà nó cực kỳ thơm luôn. Em vừa tắm ra em không có sấy luôn nha mấy chị. Bình thường là em sấy nó vô nếp đúng không. Mấy chị kéo này, em vừa gội ra tự giờ là trời mưa. Em trời mưa nhưng mà em không sấy luôn, là tóc em nó như vậy luôn nè. Mai mốt em lên cho mấy chị nha. Giấu, bây giờ em đang giấu. Để im hơn nữa giùm em. Rồi, em chốt chị Phương Ngô ha. 5 cộng luôn hả? Hôm nay chốt là mấy chị đặt cọc ha. Mấy chị lưu ý, em chốt đơn xong tới 3 giờ ngày mai mà chị nào bị sốt đơn điện số hotline 0339 6 số 2 để tụi em lên đơn nha mấy cục cưng. Xúc hộp lên đây giùm em, gửi lên em làm. Chị Nguyễn Tý em đây. Kim Chi Nguyễn em chào nha. Mặc nơ cho em ạ. Từ từ mấy chị ơi, thông cảm, có nhiều chị cũng thông cảm. Có nhiều chị nói khó nghe lắm, có nhiều chị chữ thề đụng mẹ đụng má với em luôn á. Nhưng mà em cũng nói thiệt, lúc mà vừa hết dịch em cũng nói từ từ em sẽ làm cho. Chứ bây giờ em nói 5.000 đơn là ít, đó là em chưa tính đơn đi nước ngoài đó mấy chị. Chưa những tính đơn lớn giống như đơn sĩ, giống như là có những chị mà mua em bịch là em chưa tính nha, em chỉ tính đơn lẻ thôi. Mà nhiều khi trễ á, ví dụ như mình mua là 18 tháng 9 mà điện thoại chữ đụng mẹ đụng má em không. Em nói trời ơi, gì mà dữ quá trời luôn á. Cái gì nó từ từ chứ đâu có gì đâu. Em cũng sẽ làm tới, giống như thí dụ như ngày hôm nay em sót thì mấy chị cứ điện. Số của em là 0973447799 0339 6 số 2. Thì cứ ngày mai có gì tụi em sẽ lên đơn đi cho, là chứ đâu có gì đâu. Mấy chị thông cảm, em không có nghĩ là dịch đó. Dịch nó kéo dài đến 3 tháng như thế này. Mà mấy chị tính đi 3 tháng mà em chỉ làm chốt hàng cho mấy chị, đi hàng cho mấy chị có nửa tháng thôi. Em là siêu nhân lắm luôn rồi đó mấy chị. Siêu nhân cực kỳ luôn á. Một ngày em đi 300-400 đơn mấy chị đi. Em với con em đóng gói một ngày 300-400 gói tới mấy giờ khuya. Thiệt mà điện thoại chữ đụ mẹ đụ má em không luôn. Trời ơi em khổ dễ sợ. Rồi thôi nha. Rồi ngày mai em hứa sẽ làm xong luôn những cái đơn cũ, đơn vàng, hoặc là chị nào có bị sốt đơn thì điện số hotline em làm luôn. Còn ngày hôm nay thì hôm nay em chốt, ngày mai em lên đơn đi luôn ha. Tối nay nhắc nhân viên sẽ trả lời luôn cho mấy chị yêu. Ví dụ như chị nào mà có bị sốt inbox nha của cái livestream ngày hôm nay nè, thì ngày mai 3 giờ điện giùm em ha, để tụi em lên đơn đi luôn ha. Rồi, lắc tay em sale nha. Em có 2 chiếc. Hôm nay chị nào bỏ lỡ hơi tiếc giùm em ngày trở lại. 1.199.000 hộp sòn ghép y như sòn luôn giùm em ha. Cái này nó truy size đi 48-54 đeo được luôn giùm em. Để em lên chiếc này đầu tiên trước nè. 1.199.000 giùm em nha. Nếu như người nhà đi giao á, chị Lật sẽ không có đóng gói, còn công ty đi giao sẽ đóng gói. Nếu mình ở Bịch, Đồng Nai, Bình Dương và Sài Gòn là người nhà đi giao, còn công ty kia là... Ủa chị Linh Đỗ ơi, em có ship cho chị cái lắc LV đúng không? Em cái lắc LV không cục cưng xinh đẹp 13 gram 88.
6 ly 3 95 triệu ơi chị. Nước di quéo VS1 chị Nguyễn Thúy ơi. À, chị Đài Trang ơi, đúng rồi, mua bán kiểu. Chị ơi có gì thì chị cứ điện đi rồi em coi cho chị nha chị. À, 03396 số 2 ngày mai em coi cho cục cưng nha. Lắc tài 13 gam 86, 16.620.000 dùm em. 16620. TT ơi, em điện 03396 số 2 dùm em nha. À, con kêu mấy chị số hotline nghe điện thoại dùm mẹ đi, mẹ quên điện cho cô. 13 gam 88 1199, 16.650.000 dùm em. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất dùm em nha. 16.650 620. Rồi em chốt chịu lô rô ra ngọc dùm em nha. Với lại giờ qua dịch đó mấy chị, là tất cả là em kiểm hàng hết, cho nên chốt là đi luôn dùm em, mình đừng có chừa đơn lại rồi để chừng nào tới lúc đơn mới đi ha. Em chốt ngày nào là đi xong ngày đó luôn dùm em. Còn chị nào mà mua sỉ thì dồn được 3 ngày rồi ngày thứ tư đi dùm em nha. Mấy chị nước ngoài cũng vậy dùm em nha. À, đúng rồi chị yêu. Rồi ok cục cưng nha. Chị Nguyễn Trâm điện 03396 số 2 dùm em, hoặc là chị để lựa cái mới đi. Rồi chị trừ qua luôn cũng được dùm em nha mấy chị. Rồi em lên luôn cho mấy chị cái này. Em có tổng cộng nhanh nha. Hôm nay em có số lượng là 5. Bông này là hộp cao cấp. Đôi này là đôi hộp 8 ly dùm em. Và Tây Ninh đi được tất cả là em đi hết rồi. Mấy chị gán đợi dùm em. Chứ dụ như nhân viên mà nó chụp quá đơn giản cho mấy chị là đồ đó em đi rồi đó nha. Hôm nay em có lên đồng hồ. Dạ em có đi Mỹ nha. Phí ship đi Mỹ là 1.200.000. À, mình muốn hàng nó nhanh đó mấy chị. Vui lòng mình trả đủ cái này đi. Đồ cũ gửi về. Bây giờ em sắp xếp công việc đi rất là nhanh. Đồ cũ gửi về tụi em alo trả theo giá đổi đồ nha. Chứ mà đợi đồ cũ về nó tụi em không có giữ đồ được nha mấy chị. Rồi à, hộp kim cương nhân tạo không phải mua Sinai, nhưng mà em bao hàng, nhận được hàng bao đẹp luôn dùm em nha. Hộp 8 ly phát tài luôn dùm em. Chốt đơn luôn ngày hôm nay 1.150.000. 1150, em có 5 đôi. Hình như 8 đôi, em có 8 đôi. Rồi bông này là 3.425.000. 3425, rồi dòng nhẫn em lên nè. 3425 dùm em ha. À, 1 tháng 10 á chị, 1 tháng 10 là chuẩn bị đi rồi đó chị Thanh Trúc ơi. 1 tháng 10 là em đang làm á. Tại do là em đang đi tháng 8, tháng 9 á. Cho nên họ mấy hôm ngày đi tháng 10 em hơi bị chậm á. Rồi lên đơn dùm em, mấy chị nào có sót điện 03396 số 2. Ngày mai em sẽ giải quyết xong cho mấy chị hết. Còn đồ ngày hôm nay chốt là ngày mai em đi luôn, em nhân viên cho đi luôn. 3.425.000. Từ mới lên là mắng vốn quá à, tội nghiệp nghe. Em làm cho nó xong mà yên tâm, ngày mai ngày mốt là xong mấy bill cũ hết rồi. Hôm nay tụi em cũng làm xong hết rồi, còn đơn đồ cũ thôi. À, rồi em chốt đơn 3425. À, bộ rắn bao nhiêu hả chị? Ok chị Nguyễn Thị Tình, để em lên nè chị. Rồi bộ rắn em có 50 và ni 52 và 50. Em chốt giá 1.245.000 nha. Rồi 3425 em có 5 đôi. Em lên đâu nhỉ em? Rồi em chốt chị Nguyễn Bảo Thi 3425. Ok cục cưng 3425. Rồi em chốt chị Yêu Kiều Anh nhìn em 3425. Rồi em có 5 đôi nha. Nhanh tay giùm em. Rồi em chốt chị Nguyễn Trâm. Rồi em lên sòn sale nha mấy chị. Em lên sòn sale nha. Hôm nay em sale bung nóc hết trơn á. Rồi ok chị Yêu Nguyễn Thi tắt tiếng luôn á mấy chị. Tại uống cà phê không à. Rồi em chốt chị Yêu Huyền Lê giùm em 3425. Con tắt cái tiếng đấy con. Rồi em chốt chị Yêu Nguyễn Nguyễn giùm em 3425. 3425 giùm em. Rồi em chốt chị Yêu Uyên Phương Lê giùm em. Hôm nay mình lên đơn là ngày mai em đi luôn nha. Mấy chị có gì cho em xin. Ví dụ như có chị nào mà bị sốt á, thì ngày mai điện thoại là số hotline với lại cái số của Vinh đang xài 0973442799 nè. Rồi em chốt chị Yêu Vi Thảo với chị Yêu nào nãy nữa đó ha. Rồi em hết nha. Em có 8 đôi. Xong bé hết mấy chị ơi. Lên luôn cho em này luôn giùm em nè. Xong giùm em vòng sò này chị nào hên mua được luôn. Ni tay em đang cầm là ni tay 49-50 giùm em, chỉnh sửa đi được. Mấy chị lưu ý giùm em. À, nguyên một cái vàng bông mai ghép bên đây là hộp cực kỳ to. Cực kỳ to, viên chủ ở trên là viên nhân tạo nha. Chị nào mua Sinai thì một ly 100.000. Còn cái này chỉ có việc là chích viết không lên thôi, chứ bảo đảm nhận được hàng mà biết hộp gọi là biết hộp nhân tạo là đền luôn đó. Biết hộp nhân tạo đền luôn. Rồi em lên đến dòng này, chị nào bỏ lỡ dòng này tiếc nha. Em bao luôn nha. 168 triệu giá thị trường. Vòng này em đang bán giá hơi bị sập sàn nha. Rồi chiếc này em chốt đơn luôn cho chị yêu nào có duyên chốt được giùm em. 78.500.000. 78.500.000. Bên hông gọt ghép cực kỳ to luôn giùm em. Viên chủ ở trên là viên chủ 7 ly 2 nhân tạo nha. Em tặng nhân tạo luôn giùm em. Dạ ngày mai là đi luôn đó chị yêu cục cưng ơi. Cái vòng của chị đeo ngày hôm kia không còn. Vòng hồng nó không còn. Ngày mai nó là em xong mấy cái đồ cũ, mấy đồ sốc đơn cho mấy chị hết nha. Chị nào có sốc thì chị đó lên. 78.500.000. Bao đẹp bự luôn giùm em. Dạ em chào chị Suri nha. Bán trà rớt không hả chị? Ok chị ơi. Rồi vòng
Đây. Rồi em lên đi 54 trước nha mấy chị. Rồi em lên 54 trước giùm em. Chịu 245.000. Rồi 51.700.000 giùm em, 51.7 giùm em. À, vòng ngắn em đang đeo là đi 54 em, mấy chị cứ việc chốt giùm em là 51.7. Đi 52 chắc nó nhẹ hơn chút xíu giùm em. Đây đó, rồi nhẫn ngắn luôn giùm em, chịu 245.000. Và nhẫn ngắn là 13.100.000 nha. Nhẫn ngắn là 13.100.000, nhẫn ngắn em đang có số lượng là 5 chiếc. Dạ, đẹp lắm, trang nước ngoài có đi chị. 13.1 là nhẫn. Chốt đơn giùm em là nhẫn 13.1. À, chị Nguyễn Huệ đúng không chị ơi, chị điện giùm em số hotline này nghe. Ngày mai em còn tầm khoảng vài đơn nữa là em giải quyết xong cho mấy chị hết rồi đó. Coi có sót thì điện số này giùm em. À, 13.100.000 giùm em là nhẫn. Ngày mai là em xong hết cho mấy chị. Còn chị nào mà đồ cũ với lại đồ vàng về, ngày mai em có điện, hồi sáng này em có điện nhiều cho mấy chị mấy chục chị á, thì mấy chị lựa trên hình nó không còn đâu. À, mấy chị lựa luôn trên line này giùm em, chốt luôn giùm em. Rồi em chốt chị Khánh Ngọc giùm em là nhẫn. Rồi chị yêu Ngọc Thọ Nguyễn nhà em ha. Em thông báo nha, Đồng Nai em đang chuẩn bị đi lê được bữa hay bữa nữa là em ship cho mấy chị đó nghe mấy chị, công ty thông báo rồi. Rồi 13.100.000 em chốt với chị yêu Ngọc Thọ Nguyễn nhà em 131. Rồi cho chị yêu chị Lu, chị Ngọc Khánh Linh ha. Chị nè, chị Lu Neo nè 131 nhà em. Rồi 1.245.000 một gam. Vòng em đang đeo, ok chị yêu Tiền Nguyễn nhà em là 13.100.000, em có 5 chiếc nha. Này đúng không không? Đúng rồi, 13.100.000. Đúng rồi. À, nhẫn rắn ok, tình yêu cẩm vỏ giùm em. Rồi hết nha, nhẫn rắn em hết, em còn vòng thôi. Vòng 51.700.000 giùm em. 517, em có hai ni nha. Em có hai ni. Ni em đang cầm là ni 54. Tình yêu nó thích ni nhỏ nó ấy giùm em. Em hết rồi, nhẫn bây giờ em đi Ngọc em để sao nha. À, em có hình như em nhớ em có 5 nhưng mà em bán hết 1, em bán hết 1 rồi em còn 4. Rồi em hết nha. À, chị ngày 10 tháng 1 hả chị? Nghe chị nói đi, ngày mai chị cho số điện thoại em check mã cho, em đưa mã cho chị nha. Em cho chị check mã, ok cục cưng. Rồi em lên luôn nha mấy cục cưng nè. Chọn cái dòng này 78.500.000, em giá em bao thơm nha mấy chị. Bao thơm nha. Rồi bông này tèn tán, tèn tan. Chị nào chốt đơn nhanh giùm em đôi này giùm em. Một đôi duy nhất giùm em. Bao đẹp, ở trên của nó là ngôi sao ghép da ghét, ở dưới nó là vòng tròn. Đơn giản như thế này, đeo cực kỳ tay. Rồi em sale đôi này giùm em 1.195.000 nha. Đôi này vừa bán vừa tặng á, 12.800.000. 128. Nó bị đứng cầm mình luôn đó chị, 12.800.000. Ta nói đẹp xỉu, không đụng hàng với thị trường luôn, không ai bán giá này hết nha. Bình thường mấy chị mua đồ độc giá đội, nhưng mà nhà em không có gì. À, 95.000.000. Ok cục cưng, vậy là em chốt cái hộp cho chị yêu Nguyễn Thí 95.000.000 nha. Mẹ ghi là hộp sòn đó con. À, nước à, cô Nguyễn Thí nói con mẹ gửi sao cho cô. Rồi 12.800.000 em chốt với chị yêu Diệu Hằng Nguyễn. Rồi em hết nha, chốt đơn cho Diệu Hằng Nguyễn nhà em 12851 Phật ạ. Rồi chốt đơn giùm em Diệu Hằng Nguyễn nhà mày không giống ai luôn á chị, làm cho xong mấy like á sợ mấy chị đòi á, mà bữa nay thấy cũng xong xong được 95% mà mới dám ngú lú đầu lên á, chứ nhớ muốn xỉu. Mấy giờ mấy chị lên đây mấy chị đòi em á, em cũng đâu vô trong inbox được đâu. Ngày mai mình điện hai cái số điện thoại đi, tụi em giải quyết hết hả nha. Ăn cơm nó còn đổ mà, chứ giờ mấy chị lên đó mấy chị hội đồng em á thì em cũng thông báo là em tầm khoảng 95% mà hội đồng quá em làm không nổi. 12.800.000 em hết nha. Vòng ngắn là 51.700.000 cục cưng ơi, chị yêu cẩm vỏ ơi 51.7. Rồi mấy chị lưu ý giùm em có tổng cộng 95 hộp sàn đó gì mà. Ờ, mẹ nói mẹ lại đó con cứ chốt cho cô đi. Rồi nữa mẹ ấy sao giùm em. Dạ em chào chị yêu Thu, chị Thu Thảo Võ nha. 51.700.000 là vòng gắn giùm em. Hoàng Ly ha. Rồi đây. Rồi có gì nữa em điện số này, mai em điện cho Vinh nha. Mai em điện cho Vinh ha, Vinh like, mai Vinh coi cho em. Rồi chốt đơn cho em mặt này. Tất cả là chìa khóa Diagat từ A tới Á. Chìa khóa này đụng hàng em đền mấy chị, em tắt tiếng cực kỳ. Em nóng đến nổi mà cái miệng em nó đẹn, không còn chỗ nào mà nói. Đèn banh hết luôn á, em ăn không được luôn á, đèn banh cái lưỡi luôn. Tại vì nhiều khi em buồn ngủ cái em uống cà phê, xong cái uống cà phê thì cái miệng em nó bị giật, em không ăn được. Mấy chị thấy bữa nay em ốm luôn á, bữa nay em căng em sụt 2kg luôn á. Rồi lên đơn cho em mặt này, em có tổng cộng là 5 cái. Vòng ngắn là 51.700.000 con ơi, mấy cô đang đeo, mấy coi nè. Vòng em đang đeo là 78.500.000 nha. Trời ơi đẹp lắm mấy chị, bảo đảm mua ở đâu mà dưới 150.000.000 em cộng cho đi về giùm em ha.
Đổ tiền có đợt em lấy tiền lại rồi nhưng mà vẫn còn sót hả? Vậy em điện số này cho Vinh này, ngày mai Vinh lên cho chị nha. Dạ chị rồi, ok chị, em mở tiệm rồi chị. Đổ tiền, tại vì nhớ có lần là em đã lấy cọc lại rồi. Mai điện cho chị nha, nó coi nó có sót bill nào sao lại không ha. Chắc chị nhớ cho em có chốt lại một món đó không cục cưng. Ok cục cưng nha. Rồi mặt này 1.250.000, 4.450.000 nhầm em, 445. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mắc nha. Ôi em bị đạn cực kỳ chị. Mà một nào một nấy nó bự như vậy nè. Mà ba em bị đâu có 2-3 mục á. Mà đau họng cực kỳ chị. Em muốn cà phê liên tục liên tháng nãy nha. Em muốn cho tỉnh á, tỉnh đem đóng gói cho mấy chị. Tại vì giờ không ai đóng gói á, mà giờ nhân viên đâu có đâu. Nhân viên giờ nó nghỉ hết nằm 50% rồi. Nhân viên bán hàng cũng nghỉ, nhân viên online cũng nghỉ nữa. Cho nên mà giờ em nói ôm 4-5 ngàn đơn hàng này mà nước ngoài là hổng gài, em thiếu mấy chị nước ngoài hơi bị lâu á. Nước ngoài là thương em nhất, là chị nào cũng chốt mâm mâm nhưng mà cực kỳ dễ thương. Cũng đợi em nói thôi chị, mấy chị gán giùm em, với lại mấy chị mua nhiều á, gán giùm em giải quyết đơn lẻ hết rồi xong em chỉnh sửa đi. Thật sự là hổng gài em không có làm cho mấy chị mua nhiều luôn á, cũng không có làm cho mấy chị nước ngoài luôn, em chỉ làm đơn lẻ thôi đó. Đó thành ra mấy chị đó cực kỳ thương em. 4450 rồi, ok chị yêu Trần Bảo Ngọc đây chị, ngày mai chị điện cho em đi rồi em làm cho chị yêu nha. 0973 em cho cái số của em là 0973 44 7799. Ngày mai điện đi rồi em làm cho chị nha, hoặc là mình lựa lại cái mới này đi rồi mấy chị, lựa cái mới đi, mấy chị nào bill cũ của em 7 mà em sót đó, lựa cái mới này trừ qua cũng được nha mấy chị, cho nó nhanh nha. 445 rồi, em có tổng cộng 5 cái 6 cái em chốt cho chị yêu Phương Thi nha mày. Chị nếu mà nào mà em bị sốt đơn tháng 7, tháng 8 mà dài đơn á, cứ chốt cái này rồi trừ qua cũng được, cũng không có lỗ cọc lỗ ơi gì đâu nha mấy chị. Phan Như Quỳnh giùm em 445 rồi, em chốt chị yêu Tú Lê giùm em 445 rồi. Còn đồ hôm nay mà em chốt mấy chị á, thì em chốt ngày hôm nay là ngày mai mình đi, chốt ngày hôm nay là ngày mai em đi, nhớ cho em địa chỉ đi tay. Ví dụ như hôm nay mà em chốt đơn cho mấy chị, ngày mai mà nhân viên không nó bị sót á, tại vì em còn mấy cái bill cũ tầm khoảng 100-200 chị á, nhiều khi cái tin nhắn mình nằm chồng ở dưới á, thì có gì điện cho số cho Vinh ha, 0973 44 7799 hoặc là hotline 0339 6 số 2 giùm em nha. Đi 14 tháng 10 á, chắc bữa hay bữa mình nhận được đó cục cưng. Đi 14 tháng 10, ô bữa nay 14 tháng 10, chắc sắp nhận được đó muội ơi. Em chúc Vinh yêu Phương Thi nha. Chị Trần Bảo Ngọc ơi, em mới cho số của em cho chị Trần Bảo Ngọc đó, mai Trần Bảo Ngọc điện cho em cục cưng dễ thương. Thông cảm đi chị, nó sót của chị đó, giờ chị lựa cái gì đi rồi mình trừ qua luôn nha chị. Chị đổi đơn mới cũng được nha. Mấy chị nào mà đơn cũ á mà em chụp qua đơn rồi là ok. Thiệt luôn á, em nói nè mấy chị đừng nói em ở giờ nha. Thật sự luôn là cái đầu em á, 7 ngày không gặp em mới gọi rồi, chiều này mới gọi luôn á. Em không có thời gian để gọi đầu mà em cũng không có thời gian để ăn. Em cũng không có thời gian để uống luôn á. Một ngày em uống chưa tới 1 ly nước luôn, em chỉ là làm thôi mà. Mà cực kỳ là trời mưa á, cái đầu em á, em bị son, đa son á, cái đầu em nặng cực kỳ. Nhưng mà em nói bây giờ bệnh không bằng mấy chị la em, cho nên nói phải mạnh mẽ mới được. Đó. Rồi em hết mặt nha. Rồi xong rồi, ví dụ như chị nào mà em có nợ đơn á của tháng 7 mà bị sót á, có lựa thì mình trừ qua luôn cái này luôn giùm em cũng được. Ngày mai ví dụ như có gì thì điện cho em 0973 44 7799 giùm em nha. Nghe điện thoại mà em tắt tiếng luôn á. Rồi chọn cái dòng này 78 triệu đẹp lắm luôn nha mấy chị. Trời, đồng hồ em có một cái tính mặt và một cái không tính mặt luôn cho em. Lấy phèn chua trà lên hai chị. Em có sức xúc đạn liên tục mà là như nó không thấm nha em á. Bên em không có kết bạn Zalo, bên em cũng không chốt Zalo nha, chỉ có nước ngoài là em có chốt Zalo. 0918345567. Chợ cái vòng này đẹp lắm, 78 triệu em bao lời luôn. Cho mẹ em mới nước mắt. Đâu chị Quỳnh Ngọc hả? Quỳnh Ngọc Cần Thơ hả chị? Mai điện em đi chị Quỳnh Ngọc. Em nói thiệt, em qua chuyến này là thành siêu nhân luôn á mấy chị. Thành siêu nhân 78 triệu. Coi lại vòng ngắn ha chị, 51-7 nè chị yêu, 54 đi hai to. Rồi bông này em có 1 đôi, 2 đôi. Hôm nay chị nào lên bông này giùm em ha, bông LV hai bi đẹp giùm em, 51 triệu 700. Dạ ok chị, nhẫn mai em làm đi, xong rồi em nhận cái hộp đó cho chị nha. Rồi hôm nay em về được số lượng được 2 đôi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất giùm em. Hôm nay ngày trở lại em sale luôn bông này 14.500.000 giùm em. Bao đẹp luôn nè, em lên luôn cho mấy chị xem. Đồ chị Hồng Vĩnh Sơn ha, mai điện em 29 em về Việt Nam hả Lan Vũ. Ok cục cưng nha, cảm ơn em.
Rồi chụp cái đó chưa, 78 triệu cái vòng tay. Nhớ bên em không không có chốt Zalo nha, duy nhất một cái trang fanpage có dấu tích xanh giùm em. Rồi bông tai, mấy chị nhìn giùm em mà đẹp cực kỳ. Nay khỏi cần giảm cân, cái mặt ấm nhôm mà. 14 triệu 500 ngàn giùm em có hai đôi LV giùm em 145. Hôm nay chốt ngày mai đi nha, cho nên mấy chị cứ việc là đặt cọc giùm em, mua dưới 10 triệu đặt cọc 2 triệu. Trên 10 triệu đặt cọc giùm em, 5 triệu giùm em, nhưng nhớ giùm em bên em không thu hộ dưới 30 triệu được, trên 30 triệu được. Cho nên ví dụ như lỡ mình có chuyển lần 2, lần 3 mấy chị thông cảm giùm em nha, lần 2 nha. Rồi 14 năm bông tai. Chốt đơn em có hai đôi nha. Rồi em chốt chị Yêu Mai Ngọc giùm em 14 năm. Rồi hết nha mấy chị. Nhớ giùm em ha, ngày mai trước sau 3 giờ mà thấy nhân viên không lên đơn, chị nào mà được đọc tên trên này thì mình điện giùm em ha. 0339662 hoặc là số của Cài Vinh 0973447799 giùm em ha. Rồi 14 năm hết mấy chị ơi. Xong em lên vòng luôn nha mấy chị, em có một cái lắc Amaro này. Trời đẹp cực kỳ nha, chị nào hơn mua được giùm em. Cái em đang cầm một tắc 65, một tắc 7 giùm em ha. 1.180.000 một gam, 1180. Đẹp cực kỳ nha, 1180 luôn giùm em ha. Nếu mấy chị em làm, mai em làm đơn cũ xong rồi đơn hoàn, ví dụ như đồ nào mà chị nào mà em bị 6 tháng 7 tháng 8 mà cũng muốn đổi luôn mẫu này á, thì chị Ruby Liu ha chị. Ruby Liu em may điện cho em đi chị Ruby Liu 0973447799 giùm em nha. 145 hả? Bữa chị chốt cái áo ha, chị nào chậm 14.500.000 36g 26. Rồi 42.780.000 giùm em, 42.780. Mặt em đang đeo là hết rồi, mặt đang đeo hết rồi quý vị ơi. Bị sai hả chị? Mai điện lại chị Lý Cường, mai điện lại giùm em nha. Mai điện cho Vinh 0973447799 nha chị Jerry chính. Ngày mai chắc sốc bi của chị tháng 10 á. Tháng 10 bữa nay là em chụp hình xong hết rồi, con không còn nổi tháng 10 đâu. Nếu như vậy là nhân viên nó lên, mấy chị cũng thông cảm, nó có hai ba đứa trả lời inbox à. Tầm 3 đứa à, thành ra nó sốc bi với mấy chị á. Nước ngoài á chị? Nước ngoài chị điện cho em luôn đi. Chị Ruby Liu 0973447, số của em nè chị. Em có xài Zalo quá chị. Có gì chị điện không thường cũng được, chị điện cho em cái này mà em. Ok chị Ruby Liu. Chị Ruby Liu là cái vòng mà, cái vòng màu hồng đúng không chị? Chị ơi, cái số điện thoại của chị là dọc số 2 hay là số 7 không đúng không chị? Chị ở Đài Loan đúng không chị? Chị ơi, chị ở Đài Loan đúng không? Tại có cái vòng của chị là em làm cái đơn xong hết rồi, nhưng mà em không có, chị cho em tiếng tàu á, không nha. Không có dịch ra được á, cho nên là cái địa chỉ của chị em gửi lên công ty nó đi không được. Ngày mai có gì chị điện cho em nha. Trăm cái áo chà neo là 9.4 triệu đó chị, trăm cái áo là 9.4 triệu, có gì mai điện cái đó cho em. Mấy chị điện mai điện được không, giờ chị nào cũng lên ấy, cái em làm không được. Gắn giùm em ngày mai đi, em cũng vẫn nói là mấy chị em còn sót mấy chị chút xíu siêu. Ngày mai điện rồi em làm cho 0973447799 nha. Tháng 8 là em giải quyết xong, tháng 7 em giải quyết xong. Đồng Nai em có 317 gói, công ty chuẩn bị nhận rồi. Em đang sắp xếp cho đi 317 gói Đồng Nai, 86 gói Bình Dương nha. Sài Gòn thì hôm nay em đi 65 gói cho mấy chị xong hết rồi. Còn Đồng Nai bữa hỏi em có điện cho mấy chị làm nói đợi, hôm nay là công ty đã ok, em đang sắp xếp cho đi một ngày 50-60 gói, 100 gói cho mấy chị nha. Đó, giờ dòng gắn em chốt cho chị. Chị Đinh Văn Anh em cũng đang làm nhẫn cho chị đó chị. Dòng gắn hả? 51.700.000. Ok cục cưng, 51.7 em chốt dòng gắn cho cô kia đi con. Này 51.7 giùm em. Tính theo máy chủ giùm em nha. Rồi lắc tay là 42.700.000 nha mấy chị, 42.7. Cái này mình mua tới 56-57 triệu luôn á, 56-57 triệu giùm em. 42.700.000. Dạ đúng rồi đó chị Thi Thảo, đúng rồi chị. 55 đeo vừa chị, em thêm mắt cho chị được nha chị Tố Nga ơi. Còn ví dụ như chị nào mà được em chụp quá đơn về mà mấy chị ok là em đi á. Còn ví dụ như chị nào mà không ok tụi em chưa đi được, tại nhiều khi còn phải hỏi hồi giá cả. Giống như là mấy chị phải ok chứ giờ dịch mà dồn đơn á, mấy chị không ok là em không đi. Em chụp quá đơn vàng xong, chị nào nhận được quá đơn vàng mà ok lại tiệm em là đi đó. 42.800.000. Fendi màu đây em có 5 đời. 1.265.000 giùm em là Fendi 1265. Chị là chị Nguyễn Trâm hả? Mai điện cho em đi, em giải quyết cho mấy chị nha. 0973447799 ha. Hổng gà em không có nghe điện thoại được là tại vì em lại tiệm, em phải sắp xếp cái tiệm á. Tiệm nghỉ 3 tháng giờ lại mà lao tủ không cũng khùng luôn á. 9.300.000 giùm em có số lượng là 5 đôi ha.
Giờ tới đây thôi nha, đừng ai đòi nợ đó nha. Đòi nợ là xỉu luôn á. Thiệt luôn. Ngày 42 chị mới năn nỉ luôn á. Thiệt, năn nỉ. Ngày mai điện em đi em làm cho không ngày 3-4 ngày em lại tiệm em không có nghe điện thoại được. Còn có 5%. À, đúng rồi. 9.300.000 nhà em. Rồi, dòng gắn em chốt chị Nguyễn Thị Tình luôn ha. Vậy là em chốt 51.700 nè. Với cái nhẫn hồi nãy là 13.100 nhà em ha. Rồi. Cái nhẫn nào? Nhẫn gắn. Ờ, à, dòng gắn nhẫn gắn chốt cho cô ha. Chị Alamai của chị đi hàng rồi đó chị, để em bữa hay bữa nhận nhà em nha. Mình đo đường kính nha em. Fendi 9.300.000 có 5 đo vàng hồng 1265. Em chốt với chị Katy Tống nha em. Đã nói là người ta còn nợ khoảng 5% chị á. 5% chị đó cứ vô đây đòi hoài luôn. Đợi đi, hóa đơn đã tạo mã bằng đơn. Là hóa đơn. Đúng rồi đó đi. Chụp hình rồi là đi đó cục cưng xinh đẹp. Đưa cho chị Vú ha. Chị biết Lê lấy nào? Dương Phương Linh 9.3 nè. Ok cục cưng 9.3 em hot nha. Rồi, lên vòng tiếp ha cục cưng. Rồi, em hot nha mấy chị ơi. Em lên tiếp cho mấy chị cái này. Em có bông này em có 5 đôi nha. Rồi, cái này là 9.3 là bông này đó con gái. 9.3. Đưa Vũ Hạnh nha, chị biết tao lê lại này luôn hả chị. Đài Loan em cũng có đi mà không gầy sao Đài Loan. Em đi lâu quá mấy chị ơi, nó bị dướng hay sao á. Đài Loan không gầy. Đi khách nhận em còn 3 gói nhận hơi bị lâu. Cho nên mấy chị Đài Loan để em hỏi lại coi ha. Rồi 9.3. Mình cứ chốt bên đây giùm em đi. Mình cứ chốt ở bên đây giùm em ha. Rồi mai cái gì em đưa cho Vũ sao. Tại vì Vinh là người soạn bill á. Em là người soạn bill lên giá cho mấy chị hết luôn. Em coi chỉnh sửa ni tai. Bây giờ em đi cho chị, rất là nhanh. Tại vì em biết cách đo ni cho mấy chị. Chị nào chị nào. Em đi nhanh lắm nha. Còn không gài mấy chị tháng 10 mà. Tại vì ví dụ 14 tháng 10 á. Hôm nay em mới chụp bill. Hồi chiều này em chụp 158 bill cho mấy chị đó. Đó. Nhưng mà mấy chị chưa có trả lời nha. Rồi em lên bông cánh dân luôn giùm em. 13.100.000 Cần Thơ. Dạ, Quốc Hải hả chị? Mai điện cho em nha. Rồi có dụ như đồ mình đi á, có chụp quá đơn vàng qua cho chị chưa? Chụp rồi là đi rồi đó chị. Còn chưa thì em đang tụi em đang làm còn khoảng vài người nó là xong. 9.32. 11.560.000 nhà em. Em có tổng cộng là 2 đôi bao đẹp. Không đụng hàng luôn nhà em. Chị Phương Linh hả? Có chụp cho chị đâu hả chị? Mai chị điện em đi cục cưng. 0973447999. Đã nói là năng lĩ luôn. Mấy chị dẫn bóng vốn em hoài luôn. Mai nha, mai điện em đi rồi em làm cho điều mấy chị. Đồ nợ qua làm không nổi. Cái này bệnh trong người lắm. 11.560.000 giùm em. Cái này nhiều mà. À, 9.3 con. Mày chốt được cho 4 chị còn 1 chị. Rồi Khánh Dân em có 2 đôi. 11.560.000. Đụng hàng em đền cho mấy chị yêu xinh đẹp nha. Bông này là đẹp lắm đó. Bông hoa hậu đi đi lãnh vàng luôn đó. Rồi nhẫn Phú Lộc Thọ em có tổng cộng là 5 chiếc giùm em. Rồi em chốt chị yêu hoa qua tử đằng 11560. Ok cục cưng 11560 giùm em. Ok tình yêu hoa tử đằng giùm em. Đây mấy chị nhẫn Phú Lộc Thọ Amaro. Viên chủ ở trong Amaro to đùng luôn. Nhưng em có tổng cộng 5 chiếc giùm em nha. Rồi 1250 4.000 5 triệu giùm em. Em chốt chị hoa tử đằng rồi. Em chốt chị yêu kim hiền giùm em 11560. Rồi bông em hết nha mấy chị. Rồi em xin để sau một người nha. 29.000.000 cái lắc tay. À, chị mai điện cho em là số này 0973447999 nha. À, ok cô cưng mai điện cái đó cho em. Chị nào sốt bill mai điện. À, rồi em chốt chị Nguyễn Hà. Chị Nguyễn Hà ơi em đây. Đòi nợ quá chị Nguyễn Hà ơi. Chị Hà xuống. Chị Hà xuống nè mấy chị thấy đi. Em te tu luôn á. Thật sự là em te tu. Bữa nay em lên em còn hơi đẹp đẹp đó. Chứ bình thường trời ơi. Mấy chị nhìn em thôi rồi lỡ mai luôn. 11.560 em để sao chị yêu Thoa Kim nha. Rồi em cho em tình yêu Nguyễn Hà. Cho chị Nguyên Chi đồ ngày hôm nay chốt. Ngày mai em lên đơn cho mấy chị. Ngày mốt là em đi luôn nha mấy chị. Sáng mốt là công ty đi nha. Đó nhưng mà hỗ trợ giùm em. Tại vì em còn mà, là này nè. Em còn tin nhắn của những cái bill cũ. Em sợ nó bị chồng tin ha. Thí dụ như ngày mai mà chị nào mà được chốt đơn đọc tên trên đây đã chuyển đặt cọc rồi mà bị nhân viên nó bị sót á, thì mấy chị vui lòng điện 03396 số 2 hoặc điện số cô Vinh này. Mai em lên đơn cái bill mới này nha mấy chị. Rồi em thông báo chị nào mà tháng 7, tháng 8 mà em có bị sót đơn, nhân viên chưa có lên quá đơn tạm, quá đơn cho mình luôn á. Chị có đơn tạm muốn đổi lên trên này, mình chốt luôn trên này đổi luôn cũng vẫn được. Em ok nhanh nha. Dạ ok chị yêu Victoria Lê nha. Rồi bông trái đăng đeo em hết rồi mấy chị. Em hết. Rồi em lên luôn cho mấy chị cái này. Em có hai cái lắc tay. Đẹp cực kỳ. À, cái này là hộp Amaro nha. Ở đây là hộp tròn ghép của nữ hoàng luôn nhà em lắc tay này. Rồi chiều dài em đang đeo là 1 tấc 75, 1 tấc 8.
khóa nó có luôn hộp giùm em nè, đẹp cực kỳ chưa. Rồi 1.245.000 nha bà con ơi, hai bị dài có gì cắt ngắn lấy giùm em, 25.770.000 em chào cục cưng nha. 25.770 đẹp lắm nha mấy chị. Lắc này chị nào bỏ lỡ hơi bị tiếc, ngày mai mấy chị điện cho em được không? Chị nào mà có bị xót hay là có đồ cũ mà hoàng về mà chiều có điện cho mấy chục chị á, mà nói đây chưa có lựa được đồ đó thì vui lòng lựa lựa trên live luôn cho em, hoặc là kêu nhân viên ngày mai nó bắt đầu là em hơi văn vãn đó, em chụp hình cho mấy chị lựa nha. Rồi 25.770.000 rồi em chốt chịu tưởng bình giùm em, 25.770. Rồi bạch kim mấy chị mua bằng đơn giá thôi là ok. Rồi em chốt cho chị yêu Phương Mai, 25.770. Rồi em để sao cho cục cưng Ngọc Loan nha. Rồi nhớ giùm em là để sao có gì mai cứu giúp cuộc đời em nha. À, chị đầu tiên chuyển đặt cọc giùm em hết rồi. Dạ Phúc Ân ơi, em có chụp có quá đơn vàng qua cho chị chưa? Em chụp quá đơn vàng qua cho chị rồi là tụi em đi rồi đó chị yêu. Rồi những Amaro này duy nhất có tiệm Vinh em có số lượng là 3 chiếc. Đơn vàng đẹp cực kỳ. À, em hết màu hồng nghe mấy chị, em còn màu trắng nha, 1250. Rồi những này giùm em 9.950.000 giùm em, 9950. Người ta nói rồi, ngày mai điện số hotline. Năm nỉ. Còn có mấy đơn chị nào mà hỏi em á, ngày mai điện hotline giùm bé Vinh nha. Rồi tàn tén 3 chiếc, nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất giùm em, 9950. 2557 hả mong? Những 5 triệu em hết rồi chị. Đúng rồi, 2577. Dạ chị Thúy Lương nhận được dây chuyền rồi chị, em cảm ơn chị nha. À, rồi nhẫn này chốt đơn giùm em 995. Lắc em làm ni này nọ cho mấy chị được, nhưng mà lưu ý giùm em chốt sao á, chốt sao là phải đợi chị yêu đầu tiên mình không chuyển cọc cho em thì em mới chốt cho người sau nha. Rồi chốt nhanh luôn cho bé 995. Em chốt chị Ngọc Mỹ với chị Lê Đan là em hết nha. Chốt hôm nay mai đi đồ này nghe mấy chị. Chốt hôm nay ngày mai đi, nhưng mà hỗ trợ giùm em. Chỉ hỗ trợ lần này thôi, một hai lần đầu, là tại vì em còn cái inbox cũ á, sợ nó bị sốt đơn mấy chị á. Ngày mai mà anh nói là chị chốt đơn livestream ngày hôm qua của Vinh, nhưng mà chị chuyển cọc rồi, nhưng mà chưa ai lên đơn giùm em á. Đó, có gì tụi em làm nhanh, em hết nha mấy chị. Rồi, lắc LV em có số lượng là 5 giây. À, nếu mà lắc sòn ngày hôm nay như thế này, hộp bự như thế này luôn là 68 triệu nha. Đợt trước nó về hộp nhỏ nó mới là 40-42 triệu nha mấy chị, đợt này nó về hộp to luôn cho em nha. Rồi, em có 4 chiếc. Rồi, em để sao cho chị yêu Lê Thảo giùm em nha. Nhớ giùm em để sao mới là dự bị thôi, có gì cứu giới cuộc đời Vinh ha. Rồi em lên luôn lắc tay. 1.265.000. Đụng hàng em đền nha quý vị ơi. 8.250.000 giùm em. 8.250. Em có tổng cộng 4 chiếc giùm em ha. Mình đeo trong vòng nhà em á, trong vòng nửa tháng đổi lô 10 bán lô 20. Qua nửa tháng là 15 và 25 giùm em. Còn đồ lạ là nếu mà đồ không ngọt thì 20-30 ha. Rồi 82 nha. 8250 giùm em. 10% tình yêu Quỳnh Trâm ơi, 8250 em chốt chịu Bạch Mai. 825. Nhớ giùm em nha, mình nhìn cái món nào nó chắc món nào mình chốt món đó giùm em, không có chốt nhiều món xong rồi mình xả ra nha. Thật sự em nói mấy chị xã tội nghiệp em nào em báo trước nha, 825. Chốt đơn 825 giùm em. À, ni 53 em làm ni được giùm em nha. À, chị nếu mà tụi em đã có chụp quá đơn cho chị rồi là tụi em đã đi cho mình rồi, mình đổi không được ha. Còn nếu mà chị nào mà em bị sót đơn mà em chưa chụp quá đơn quá ơi cho mấy chị hết á, thì mình đổi được ha. Tháng 7, tháng 8 mà tụi em sót đơn chưa lên quá đơn vàng cho mấy chị là tụi em đổi được. Còn tụi em đã chụp hình quá đơn vàng cho mấy chị nữa là tụi em đã đi hàng rồi nha. Rồi em hết 8250. Rồi set tim này giùm em. Hôm nay em bán vừa tặng cho mấy chị nguyên một set này 1.150.000 ha. 1150 chị nào bỏ lỡ tiếc nha. Tuyết Thanh Xuân luôn giùm em. Cộng dây mày không có đem về rồi cho nên mày ai họ không ấy được. Rồi nhẫn này em có một chiếc duy nhất nè, sao tặng với mấy chị ngày em trở lại nè, 1.180.000. Ni tay em đang đeo là. Rồi nhẫn này là 4.8 mấy chị yêu xinh đẹp ơi, 4.800.000 giùm em nhẫn này giùm em. Ni 58 là em làm không được nha, 58 là em làm không được giùm em ha. Rồi 4.800.000 giùm em hộp sòn ghép. Hộp ý ghép giùm em. Rồi mặt mẹ quan âm em có 5 mẹ trắng và 5 mẹ hồng giùm em ha, tao nó đẹp cực kỳ luôn giùm em, xuất sắc chưa.
Ok, cục cưng 4 triệu 8 em chốt với chị yêu anh ngon giùm em. Rồi, em chốt đơn anh ngon. 48 em hết nha. Rồi, mặt mẹo quan âm màu trắng là 1250, màu hồng là 1265 nha. Rồi, bao nhiêu không? 4 triệu 8 con. Rồi, 5 triệu 540 ngàn giùm em là mẹ màu trắng. 5540 giùm em. 48 em hết rồi, mấy chị yêu xinh đẹp ơi. Rồi cái này dùm em là 5 triệu 760 ngàn mẹ màu hồng 5760. Còn này 5540 dùm em ha. Ai lấy màu trắng comment dùm em 554. Ai lấy mẹ hồng đây. Nhìn mẹ hồng dùm em cực kỳ lung linh luôn dùm em ha. 5760 dùm em là mẹ hồng nha. 48 em hết rồi. Rồi màu trắng em chút chút cho màu trắng cho vỏ. Chị yêu vỏ như Huệ dùm em. 554 màu trắng. Nè con 554 màu trắng nè con. Rồi em chút chiêu vỏ như Huệ ha. Chị nào thích hồng thì comment hồng. Chị nào thích trắng thì comment trắng dùm em ha. Rồi em chốt chị yêu BB Nguyễn giùm em 554 giùm em BB Nguyễn. Rồi em chốt chị yêu Hương Nguyễn giùm em 554. Chốt đơn Hương Nguyễn 554 giùm em. Rồi 48 em hóa rồi. Em chốt chị yêu Tony Nguyễn giùm em 554 giùm em. Rồi em chốt chị yêu Phương Hằng giùm em 554 giùm em ha. Rồi. Rồi ok chị yêu mẹ Hồng giùm em là chị Kiều Kiều giùm em 576. Nhớ giùm em đơn giá nha, tại tùy trọng lượng giùm em. Ok chị yêu Hà Trần giùm em. Ok cục cưng Hà Trần. Xong chốt đơn. Rồi ok chị yêu Ngọc Thọ Nguyễn giùm em 576 là màu hồng hay chị. Rồi chốt đơn 576 màu hồng giùm em. Rồi ok chị yêu Trinh Võ giùm em. Ok cục cưng. Chị có gì lựa lại cái nhẫn khác giùm em nhé. Hồi chiều em có báo với nhân viên á, cái đồ nào mà lỗi là em sẽ không có cho đi. Mình lựa cái khác giùm em nha. Ok tình yêu Thu Thu giùm em. Rồi chốt đơn giùm em. Rồi ok chị yêu Kiều Kiều giùm em. Rồi em chốt chiêu Ngọc Ngân Ngọc Trần giùm em là 576 là màu hồng nha. 5576 là màu hồng. Rồi em hết nha mấy chị xinh đẹp. Đây em lên tiếp cái này sờ. Em có một đôi bông Cartier bao đẹp, hôm nay em bán giá cực kỳ sốc nha. 28 triệu 500 nghìn. Ai nhanh tay mua được giùm em. 28 triệu 500. Full bao đẹp bự chỗ khác bán 41 triệu. Nói thiệt không nói dốc nha. Chị ơi bây giờ nè, ngày mai em có cho số điện thoại chị nè chị ơi. Ok cục cưng, mai gì điện cho chị nha. Mẹ Hồng em chốt cho Mai Trâm Ly ha, 576. Rồi là mẹ Hồng dính hết nha. Rồi bông tai sọn 28 triệu 500. Rồi 28 năm bao đẹp. Em chào tình yêu ha. Trời ơi full hộp luôn, cái này đeo được 2 kiểu nha. Đây nhưng như thế này mà chị sẽ đeo không vậy cho em khoen không cũng được. Rồi có đi đâu thì bỏ cái khoen đó vô thôi là cũng ok. Chết tôi rồi, tôi bỏ đâu. Hai cái khoen nó nằm rời này full hộp luôn cho em 28 triệu 500. Rồi em chốt đơn luôn. Chị nào bỏ lỡ đôi bông này tiếc nha mấy chị ơi. Tiếc cực kỳ luôn nhà em. Đây em chốt chị Huyền Nguyễn nhà em 28 năm. Chị Dân sao chị Huyền Nguyễn rồi. Rồi em hết. Xếp tim là em không nhớ bao nhiêu tiền. Giờ tôi chốt xếp tim thì ghi giá giùm em là 1150 còn cộng dây nha. Xếp này tầm khoảng 20 triệu thôi. Rồi Hiền Nguyễn ha. Em chốt cho Hiền Nguyễn. Cái xếp này tầm khoảng 20 triệu trả lại giùm em. 1 triệu 150 ngàn 1 gam. Chị yêu nào lấy nguyên xếp này comment giùm em giá 115. 20 triệu trả lại. Mặt mẹ trắng ha chị. Mặt mẹ trắng cho em còn ha. 5540 em có tới 10 lắm. Mẹ trắng em có tới 10. Rồi bông này em có số lượng là 5. 285 là bông này. Bông 285 nữa mấy chị đặt lại sao nha. Mấy chị nữa em chốt đặt trên clip lại sao giùm em ha. Rồi bông ghép này giùm em. Ta nói nó đẹp cực kỳ. 1.250.000 một gam. 1.250 em có tổng cộng số lượng là 5 đôi. 554 em chốt cho tình yêu Sen Xuyên Nguyễn giùm em nè. Để nữa em đặt về chị Dân cho Hiền Nguyễn trước chị Dân ơi. Rồi Thanh Hoàng giùm em 554. Chốt đơn 554. Rồi bông tai em có số lượng là 5 đôi. Đồ em về nhiều lắm. Ngày mai em có mấy dê cô dê siêu phẩm luôn á. Đồ em về mỗi ngày luôn. Ngay thời điểm bây giờ em còn vẫn về mỗi ngày. Rồi 28 năm nữa đặt lại giùm em nha. Bông 28 năm mấy chị cứ chụp hình lại báo với nhân viên là đặt được. Nhưng mà em không có đưa lên cái trên này. Nói em khó biết được người nào là chốt, người nào là đặt lắm, mất công nó. Còn chắc ăn là chốt trên like là sẽ có hàng nha. Chốt trên hình, chốt chung clip. Nếu hết thì đặt lại, còn không thì chuyển khoản đặt cọc trả y lại. Còn chốt trên like mà bung hàng em là lỗ 50% tiền cọc nha. Nào nói trước, mình chị em mình bít lòng trước, được lòng sau nghe mấy chị. Rồi bông tai giùm em 8.370.000. 8.370 mấy cục cưng ơi. Rồi em có vòng Cartier một cặp.
Ni này đang là ni 50 nha mấy chị, màu trắng màu hồng giùm em nha, màu riêng nha. Rồi mấy chị nhìn giùm em nè, đó như thế này. Em bảo đảm mấy chị nhận được hàng nha, bao đẹp ha. À, cái bản này là phiên bản mới, cái bản cực kỳ nhỏ luôn giùm em. Rồi ai mua nguyên cặp hôm nay em chốt giá 1250 nha. Còn bữa hổm là bán lỗ không á? 1250 bữa hổm là lỗ không? Vốn 1.250.000 không có lời ngàn nào. Hôm nay mới là bán, hôm nay là bán mới có lời cho mấy chị, còn là như mấy chị hôm nay bán vốn nha. Mẹ chưa chốt xếp tim cho ai. 35.300.000 giùm em, 35.3. Rồi, em chốt dòng cặp 50 giùm em. Em chốt cho chị Yêu Minh Khuê 35.300.000. Vòng này khác với thị trường nha, nhận được hàng mà nói giống thị trường là em đền, em bảo đảm đẹp hơn nha. Rồi em chốt 35.3 giùm em. Rồi bông 83.70 giùm em chốt chị Yêu Kim Hiền 83.7 nha. Nhìn kỹ sản phẩm chốt nha mấy chị. Rồi. Tiêu mẹ ơi. Nó hấp bị một kiểu là lai bây giờ phải đi qua kiếm cục sạc, giờ con không chụp hình nè chút xíu. Vô mẹ làm gì đó, nãy hỏi vú rồi nè, bây giờ con lấy cái này ra đi. Rồi sao giờ hết pin rồi, nói chuyện tình yêu với mấy chị chút xíu, giờ không có pin sao chụp, nói chuyện tình yêu luôn á. Con coi nó lên hơn chưa, lên là con chụp được đó. Rồi bông hả chị? À, dạ em không có trao đổi đơn nha. Dạ ok chị Phạm Sương giùm em 837 giùm em ha. Rồi em ghi bông ha. Rồi ni 48 ha chị, cách đi hồng ha chị Bình Tuyết. Không có đó chắc giờ đặt lại, bây giờ em chốt chị mã sau đi ha. Rồi em chốt chị sau là 353 ha. Có gì chị muốn lấy lẻ thì lấy, nhưng mà để coi chị kia có chuyển đặt cọc cho em không. Rồi em chốt mã sau là vòng. Rồi em lên với chị này. Đây em lên mấy cái này nè, nhẫn này em lên đẹp. Xem nhẫn nha. Em đang xem nhẫn rồi, con đợi con lên mới được con ơi. Của con không lên là mẹ không làm gì được. Trời chiếc nhẫn này đẹp giá mang con ngang luôn nghe mấy chị. Không có đụng hàng ở đâu luôn mấy chị ơi. Đây, ở trên của nó là một cái nữ hoàng tầng hoa sen của dùm em. Đang xem 1.1 triệu. Đẹp xuất sắc nha. Bông ai nữa à, 35.3. Có gì mấy cái đó mấy chị đặt lại ha. Có gì mình chụp đặt lại dùm em. Lên pin cho con gái nữa mẹ. Đợi lên pin nữa mấy chị ơi. Tiêu chiếc này. Rồi dây này hôm nay em về được số lượng là 5 dây. Đẹp cực kỳ nha mấy chị ơi, đây xuất sắc chưa. À, nhẫn đó em đang xem 1.1 triệu cho mấy chị nha, chuẩn bị em lên. Rồi dây này em có số lượng là chiều dài là 4 tấc cho đến 4 tấc 8 luôn nghe mấy chị. 1.245.000, 29.40, cái em đang đeo là 36.600 nhầm em ha. Trời nhẫn này đẹp lắm, bây giờ em làm sao. Rồi bây giờ em chốt nhẫn mã nha, giờ nó cũng chưa có lên này, nó chết rồi. Sao nó bị gì rồi. Dây em có 5 cộng nha mấy chị ơi, mình tranh thủ nha. 5 cộng thôi. Rồi dây 36.6, bao đẹp. Xuất sắc luôn cho con bé, bông tai hot nha quý vị. Bông tai em hot nha. À, ngày mai. Rồi em biết rồi, giờ này mấy đứa nó về, nhân viên giờ này nó ngủ rồi mấy chị. 83.70, đúng rồi. Cái đó bằng ý đó cục cưng xinh đẹp. 777.1 triệu. Cái nào mông. Rồi nhẫn này chốt đơn giùm em ha. Ni này không cho không chỉnh sửa ni được nha. Ni tay em đang đeo là đường kính 16 năm giùm em. 8.550.000 giùm em. 8550. Dạ em chào cục cưng nhà đất nha. 855. Chị nào nhanh mới được, không nhanh không được giùm em. À, chị ơi em nhớ chị mới chốt hàng của chuyến trước là nó bị sót bill đó chị. Tại phẩm gài tin nhắn bill cũ nằm ở trên không mà. À, ngày mai điện em rồi em lên cái đó cho chị nha. 8550 giùm em. Rồi em chốt cho Selena Phạm 855. Em chốt đúng một người cho nó không bị rối nha. Em nói với mấy chị giờ này chịu khó. Ủa, mẹ đang làm 837 là bông nè. 837. Nói với mấy chị chịu khó lên cho mẹ. Để mấy chị. Rồi cặp dòng này 35 triệu. 353 là cặp dòng này không. Này 35.300. 837. 837 cái đó. Rồi em lên lắc sòn nha. À, viên ghép giữa là viên ghép 33, 34 giùm em ha. Em chuẩn bị lên giá tổng cộng là bao nhiêu. 2, 4, 6, 8, 9 hộp nha. Hộp tắm xung quanh của nó là hộp tắm 1 ly 7 giùm em. Ở chính giữa là 33, 34 giùm mấy chị xinh đẹp. Chuẩn bị lên giá ngút ngàn mây thiên cực kỳ rẻ luôn cho em. Nguyên cái lắc này luôn giùm em ha. Em lên cái lắc này luôn cho tình yêu nào hữu duyên thiên lý. Nhận được cái lắc này giùm em. Em bán với giá 59.800.000 giùm em nha. 59.800. À, đặt cọc rồi mà đi được mà không dám đi ngoài đó, sợ bệnh nhiều ấy. Sợ ha, bây giờ chị nào sợ dịch á à, thì giờ em giữ đơn hàng lại cho ha. 59.800.000 giùm em.
Ngày mai chị điện em đi, chị Wendy Mỹ Nhật à, hôm ngày em cho nhân viên nghe thấy em á, tại em soạn tiệm á, rồi mà mấy chị biết đi, cái tiệm nó bự quá mà em chân chắc, em tẩy rửa em chăm đủ, chiều hôm nay mới xong là em làm xong cái tủ em 3 ngày 4 ngày á, mấy chị thông cảm giùm em. Vì thí dụ như em chỉ bán trên live không thì nó quá dễ, mà em còn bán ở tiệm nữa, còn phải nhân viên, còn phải kiểm sổ nữa, cũng làm sổ rau đầu các kiểu luôn á, cho nên mình thông cảm giùm em trong lúc này. Nhưng những lúc bình thường mấy chị không thông cảm cho em được, nhưng trong lúc này mấy chị thông cảm giùm em nha ha. Có gì mai em giải quyết cho chị. 59.800.000 lắc này là em thấy phúc âm trước nè, rồi chị Thanh Nguyễn nha nè, à, rồi ha, rồi đặt cọc giùm em 10 triệu ha, rồi chị Thanh Phương Nguyễn là em thấy chị sao, 59.800.000, rồi có gì sao, nhưng mà chị yêu nào chuyển đặt cọc. Rồi nhớ nha, ngày hôm nay á, nhất là cái livestream ngày hôm nay ví dụ như tụi em chốt bill xong cho mấy chị yêu trước 3 giờ, sau 3 giờ mà chị nào đã được em đọc tên là đã chuyển đặt cọc cho em mà em bị sót, điện hai cái số đó để tụi em lên đơn cho cái livestream này nghe mấy chị. À, vì theo như cách làm việc của tụi em bây giờ em chốt tối đêm nay, nhưng nếu nhân viên mà nó không có bị sót inbox của mấy chị là ngày hôm sau 5 giờ là em xong hết, em không có chậm trễ như hồi xưa ha. À, đó, nhưng mà do là em chậm là dịch, thứ hai nhiều đơn quá, thứ ba là em bị sót hay mấy chị nha. Rồi 59.800.000 em hết rồi, 59.800.000, rồi từ từ em sẽ tiếp chiêu mấy chị. Mấy chị muốn sòn bự đẹp rẻ thì cứ về đòi em nha, bự đẹp rẻ cứ về đòi em, 36.600.000 giùm em. À, rồi bắt đầu em đang làm việc lại. À, có thể là ngày mai em sẽ nghỉ live một ngày để em xong này nọ các kiểu, như giờ em đau mấy chị. Nhưng ngày hôm qua là em cạo gió bầm mình hết luôn, là hôm nay em mới đỡ đó, chứ không thôi là em không có làm nổi luôn á. Chốt rồi mà. 59.800.000 này mày chốt cho Phúc Ân trước đó. Rồi mày để sao cho cô Thanh Nguyễn giùm mẹ nè. Rồi, dây này 36.600.000. Giờ đi ở đâu cũng đi được hết rồi nha mấy chị. Hôm nay em thông báo là 317 đơn của chị mấy chị Đồng Nai đó, là ngày mai ngày mốt là em chuẩn bị đi luôn rồi đó mấy chị nha. Thì đi thì giờ đợi người ta. Ờ đúng rồi, 36.600.000. Em có 5 sợi nha, bao đẹp mấy chị ơi, 36.600.000. Chị Chính, mai điện em trả lời cho. Chị có đó nó học sòn ghép chị, đổi lỗ 10 bán lỗ 20 thôi, không có lỗ nhiều. Rồi lắc 7D em có 5 sợi, kèo hiếm nha. Chị Dân ơi, cái set em có để riêng cái set 4 tấc 4 tấc 2, cái dây kia cho chị rồi, 41 rồi, có 5 cộng giùm em. 7D nha, 7D em phải bán giá 132 mới được, còn những cái loại bình thường ngoài thứ thị trường em bán có chịu hai mấy với mấy chị thôi. Rồi chốt giùm em, ta nói gì rồi mà có nhiều chị vô cứ đòi người ta hoài, người ta năn nỉ rồi đó. Ngày mai đi rồi em coi cho Sài Gòn á chị. Sài Gòn nếu như em không kẹt kẹt đơn á, chốt ngày hôm nay là ngày mốt mình nhận à. Tại giờ đơn nó đi nhiều quá, mà em chỉ có hai đứa em ở chợ nó đi thôi. Thí dụ nó đi Đồng Nai, Bình Dương á, thì bắt đầu Sài Gòn nó hơi bị chậm lại một chút xíu, tại vì có hai người phải đi tới ba chỗ á. Rồi em lên luôn giùm em, 7.000.000, 7.000.000 giùm em, chốt đơn giùm em này mấy chị. Em có 5 cộng, 7.000.000 mấy cục cưng ơi. Rồi em có tổng cộng là 5 dây nha, à, không có dây thứ 6 luôn. Đơn dạng đẹp cực kỳ giùm em ha. Nhớ giùm em nha, bữa nay mình chốt, ngày mai mà có sót thì điện giùm em ha. Rồi 7.000.000 em chốt chị yêu Quách giùm em, Trúc Thanh Phạm giùm em. Ủa chị Hà Thanh, chị Trúc Thanh Phạm nhìn mình nhắn với người kia hả, sorry chị, tưởng đâu mình chốt rồi, vậy là không phải ha. Ok chị yêu Quách giùm em mã số 7, em có 5 cộng à, chốt đúng 5 người nha. Ok chị yêu gì La Vi nè, rồi em chốt chị Phương Thu Trần giùm em mã số 7 giùm em. Ok chị yêu Mã Nhi mã số 7 hết nha. Rồi lắc em hết rồi, em lên nhận sòng. Sư khùng khùng em nhận ý, em lên nhận ý trước đi rồi tới nhận sòng mà chị nha. Đây cặp này em có một cặp duy nhất, ni tay này em không có chỉnh sửa ni được nha. Ni này em đang cầm là ni 13, đường kính 17 năm giùm em ha. Rồi em sell cặp này 1 triệu mốt 1 gam, 1 triệu mốt 1 gam nha. 7.400.000 giùm em mấy chị yêu ơi, 7.400.000 giùm em. Em sell 1.100.000, ni nó đang là ni 13, đường kính là 17 năm giùm em nha. Ni 13 đường kính 17 năm giùm em, 7.400.000. Chị Kelly đỡ mặt dây chuyền như nhẫn của chị em đi. Bây giờ em xếp trước cho chị nhẫn với lại mặt nha.
Còn cái dòng em đang đặt rồi, chữa sorry, cái đồng hồ em đang đặt rồi, ngày mai em lên cái đó trước cho chị nha. Rồi em chốt 7 triệu cho Ngọc Phụng Lê Nguyên, chốt 7 triệu tư. Rồi em hết. Chốt đơn mà 7 triệu tư em hết rồi, mấy chị xinh đẹp ơi. Rồi đồng hồ, rồi em có một cái vòng Cartier này. Đó, đẹp cực kỳ luôn, tình yêu nào mà thích dạng đeo bản bự cho em. Ni em đang cầm là 49, 50, 51 bon chen được luôn nhầm em ha. 52 nếu mà tay ở trên không thịt lắm thì bon chen được luôn cho em vòng này. Rồi vòng Cartier này em xem 1 triệu 2. Rồi 43 triệu 200 ngàn mấy chị yêu xinh đẹp ơi, một chiếc duy nhất nha. Đeo như phụ kiện nó trơn cực kỳ. Cái này em chỉ cắt ni được thôi chứ em không ra ni được. Cho nên là tri size 48 tới 52. 43 triệu 200 ngàn nhầm em nha. Chốt nè chị, 74 hết rồi, 74 hết rồi. Mặt hoa mai ghép dùm em. Chị Dân ơi em đây, chị Dân ơi em đây. 43 triệu 200 ngàn dùm em. Bao đẹp, không đẹp không lấy tiền dùm em nha. Vòng hồng ha chị. Nhẫn cặp hết rồi, nhẫn cặp em không còn. 423 triệu 180. 4 triệu 990 ngàn dùm em. Chốt quà không thấy ha chị, em thấy chị mà em thấy sao? Michu chị Vinh chào. Michu chị Vinh chào. Em chào tình yêu Hà Thu nha. Vòng Ninh vòng Ninh đặt rồi, mỗi vòng Ninh chị đặt 43 triệu 200, đụng hàng em đền. Ok tình yêu Phúc Ân giùm em 43 triệu 200. Chị nào mình cứ việc là chuyển nhớ giùm em nha. Mình em không biết chuyển cọc bao nhiêu nhưng mà đi hàng là phải, em không thu hồi trên 30 triệu được. 43 triệu 200 ngàn một cái vòng Cartier siêu VIP luôn giùm em. 42 để vào xuống thôi. Rồi em lên tiếp cho mấy chị cái vòng này luôn em. Bông xào này, cái mặt này cực kỳ bự nha mấy chị. Không chốt set tim. Set tim chưa ai chốt để chút. Rồi mấy chị có nhìn thấy cái mặt này không? Thị trường bán cái mặt này khoảng 130 triệu luôn á. Khoảng 130 ha. Rồi em lên mặt này cho mấy chị xinh đẹp. Chị nào bỏ lỡ mặt này hơi bị tiếc nha. Đẹp cực kỳ. Hộp chính giữa là 5 ly 4 ha. Nước GVS1 dùm em. Cái hộp là em bán cái này là 35 triệu hộp này dùm em. Còn giỏ, chị nào mua luôn trong giỏ giùm em là em bán cái mặt này là 72 triệu. Hộp là 35 triệu giùm em ha. Ai lấy thì chốt luôn hai cái. 72 cộng 35. Trời ơi em bao rẻ luôn giùm em nha. Kiểm định quốc tế ha. Có mã số cạnh luôn giùm em. GA-COL-VSA luôn giùm em. 35 triệu hộp này. Lắc 7D em hết rồi chị. Rồi sao mà nhà nó không có mẫu tin nào trơn nha Ngọc Anh. 72 triệu mặt này dùm em nha, dây năm tắc hả chị? 49 là gì ta? 4 triệu 990 ngàn là cái mặt này. Ôi sorry, chết tía tôi rồi làm ơi. 4990, trời ơi dễ thương cực kì chưa? Em có tổng cộng 5 cái mặt bông mai, 4 triệu 990 ngàn có lao kìa dùm mẹ chưa? 4990 dùm em ha. Rồi mặt sòn này là 72 triệu nha. Còn cái hộp chính giữa là 5 ly 4 kiểm định di quéo dùm em ha. Chị ơi bây giờ này, ngày mai đi chị, em coi chị có nói tới đâu nha. Chứ bên em chụp quá đơn giản là đi rồi, ngày mai điện đi rồi có bắt đầu em coi cái mã nhận đơn của mình nó tới đâu nha. Ok chị yêu Diệp Bảo Ngọc dùm em 499. Sao tự nhiên em anh bóc cho mấy chị không được nữa. Ôi bà này có bị gì nữa rồi. Sao cho nó hết lắc không anh? Không biết đâu. Ngọc Anh phải làm sao mới được. Sao? Chưa được bao nhiêu thời gian hết trơn á, đâu chưa tới giờ đâu. Thì con biết được cái máy của mông mà. Được rồi này không anh? Trời ơi, bởi vì tôi khổ dễ sợ với cái máy 499 dùm em. Rồi, ok chịu Diệp Bảo Ngọc dùm em. Rồi, 9 triệu 3 là cái gì? Chết tôi rồi. Rồi là bông Fendi 9 triệu 3 hả chị? Rồi, ok cục cưng. Rồi, ok tình yêu Quỳnh Bùi Gia Lộc dùm em. Cái máy này còn phải làm sao cho nó nhanh và mẹ mới được. Con không biết làm đâu. Nó cứ đợi chậm gì hoài mẹ, sao mẹ chịu nổi. 9 triệu 3 hay tại cái máy mẹ nó đợi dởm quá. Ok chị Nguyễn Phương Dung giùm em 9 triệu 3. Ôi trời mẹ khùng mẹ ơi, tự nhiên mẹ cầm anh ta 9 triệu 3. 499 sorry mấy chị Phương Dung giùm em. Rồi Bảo Ngọc là 499. Rồi Nguyễn Thu Ngân giùm em là 499 giùm em. Mặc dây chuyền năng đeo. Rồi em hết nha mấy chị xinh đẹp. 499. Con ngựa vàng hồng em còn chị ơi. Con ngựa vàng hồng em còn. Bị nữa rồi. Đây 72 triệu cái mặt này. Hộp chính giữa là kiểm định 5 ly 4 tuột nước nha mấy chị. Mẹ lộn nó con, mẹ xin lỗi. Mẹ lo mẹ nói chuyện cái mẹ quên. Nó bị rồi. Dạ vô bị đầu nợ quá chị ơi. Chị Linh Ngọc nói sao thấy em buồn.
mấy chị còn đòi nợ lắm mà em làm hết công sức rồi đó, em làm hết công sức rồi đó, 3-4 giờ 2-3 giờ không mà em làm cả tuần nay là hết công sức luôn, không còn thời để nói đèn nổi tè le luôn á mấy chị, mà cũng còn đòi lắm, ngày bữa hai bữa nó là xong á nè nha mấy chị. Giờ đòi đây cái ban đầu em lên em tươi lắm á chị Linh Ngọc, hồi nãy em tươi lắm á mấy chị, đòi riết cái em bị giống như bông bụp mà bông bông 10 giờ á, qua giờ cái mấy chị đòi quá cái em xuống 72 triệu cái mặt này giùm em nha, bông tổng tem Fendi nha chị, bông quen rồi em chốt chịu suri suri giùm em, chốt đơn 499. Đầu riết mà chị Minh Ngọc thấy em sao cái mặt buồn quá. Rồi ok chịu suri giùm em, ok chịu Lan Nguyễn Thu giùm em 499. Rồi qua nha mấy cục cưng. Trời mặt này 72 triệu em bao đẹp luôn á. Cái hộp là 35 triệu giùm em ha. Rồi em lên luôn cho mấy chịu cái này. Đây, tèn tén một đôi duy nhất giùm em sale nha. Em có một đôi này với là một cái mặt này. Em chốt giá luôn cho em nè, chị yêu nào chốt 1.180.000 một gam 1180 giùm em. 8 gam 12. 9.600.000 giùm em đi mấy cục cưng ơi. 03396 số 2 giùm em, mai điện đi mấy chị, giờ này con bé nó nghe điện thoại với giờ nó tắt tiếng nghe em vậy đó. Rồi em có một đôi duy nhất 9.600. Đó, đẹp cực kỳ chưa? Đôi này em sale nha, sale banh nóc cho mấy chị yêu luôn nè. Rồi mặt này cũng là 1180 luôn giùm em có một cái duy nhất thôi. 6.850.000 giùm em ha. Mặt mẹ vàng hồng 5760 cục cưng ơi. Mặt con ngựa, chị có mặt con ngựa rồi mua cái dây kia đúng không chị? Rồi để em coi. 28 năm hình như, để em coi ngày mai em còn trong kho không mấy chị. 72 triệu mặt này cho bé Vinh nha. Rồi 6850 giùm em là cái này, bông tai là 9.600. Bông tai là 9.600.000. Rồi dây này là dây kim cương, em có một sợi duy nhất, em tặng cho cục cưng nào được cái này, 1.180.000 một gam, 1180. Chúc bông Fendi là em chúc mai 9.300 cho chị đó, là bông Fendi đó. 11.66 nha. Rồi dây này em có một sợi cho cục cưng nào 13.760.000, 13.760. Rồi 9.600 em chốt cho tình yêu Thoa Kim. Chốt chết rồi mẹ, nó đang bị gì nè con, 9.600 giùm em. Rồi chốt cho Thoa Kim giùm em. Rồi bông em hết. Rồi dây em chốt cho ai 13.760. Rồi em chốt chịu Mai Ngọc giùm em 1376, chốt đơn. Rồi em chốt đơn 1376 giùm em ha, em hết rồi. À, rồi hết nha mấy chị, mặt dây chuyền là 6850, mặt dây chuyền. Dây em hết mấy chị ơi, mặt con cái một luôn. Không ai bán giá 1.180.000 đâu nói thiệt. Không bao giờ luôn, không bao giờ luôn. 6850 giùm em dây hết nha mấy cục cưng xinh đẹp ơi. Rồi 1370 là dây nè con, 1370. Con ghi giùm mẹ, dây hết rồi mấy chị ơi. Đây là một đôi bông tai sòn và em sale cực kỳ rẻ, đẹp, bự luôn giùm em. Ai hơi mua được đôi bông này giùm em nha. Ta nói nó bự như cái sân bay tăng nhất mà cái giá nó nhỏ xíu như cái lòng tông luôn nha mấy chị. 35 triệu đôi bông này, chị nào hơi mua được. À, mấy chị con cho mẹ đi, 35 triệu đôi này giùm em nha. Dạ. Đúng rồi chị, tính theo mấy chủ giùm em, 685 chốt cho cô Nguyễn Hà con ơi. Ok, cục cưng. 685. 96 là đôi bông đó con. Này mẹ đang đeo nè. Rồi 685 là cho cô Hà là cái mặt. Bông sòn 35 triệu giùm em. To đùng luôn giùm em nha. Tèn tén. Rồi em chốt với Thúy Hằng Trần ha. Chốt like là mấy chị chốt nhìn kỹ sản phẩm lấy nha. Rồi em hết Thúy Hằng Trần. Hết. Mà em phải chốt trong inbox này giùm chị nha. Rồi nữa em đưa cho chị sao ha. 685 là cái đó cho cô Hà đó con. 13.760 giùm em. Giờ tại ngay đợt này em sale đó chị. Chị Thanh Tâm nó được trước mắt hơn. Đúng rồi đó chị, em chơi gan lắm. Rồi em lên luôn cho mấy chị cái này. Em có một cái lắc trong trống, đẹp cực kỳ, lắc một máy. Em sale lắc này luôn 1.200.000 một gam. Chị yêu nào hơn mua được nha. Em sale 1.200.000. Đúng rồi, 13.760 giùm em. Hôm nay mày chốt cho cô Mai Ngọc đó. 27 gam 13 mấy cục cưng ơi, tèn tén nè, 1.200.000, 32.550.000, 3255. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất giùm em mấy chị ơi. Fendi 9.3 màu hồng, ngày mai chị có nói nhân viên là lên 9.3 đi, cũng chừng con gái em nó cứ chụp cho mình nha. Chị Cherry 9 ấy, tự giờ em nói là ngày mai chị cứ điện số hotline giùm em. Rồi mình điện giùm em, hoặc là ví dụ như mình đợi biểu hàng mà lâu quá mà sót đó,
thì em chuyển cọc lại cho chị luôn, ok không sao hết, trả y cọc lại cho chị nha. Từ giờ em nhắc đi nhắc lại là ngày mai chị sẽ điện cho em sẽ làm cho chị luôn á nha. Chị thông cảm thương em nha, chứ giờ mình cần manh nhiều quá, em chỉ thấy có một mình thôi, em không thấy người khác. Tắt đi cho mẹ nói chuyện. 32.550.000. Rồi nè, lên tay nè, nó đẹp, chiều dài 1 tấc 7, đồng tiền, cái đây là đồng tiền ở trên của nó, mặt hoa hướng dương cho Vinh nha, bao đẹp luôn nhà em, đụng hàng em đền. Rồi Kim Hiền, em chốt thêm 9.3 là bông Fendi nha, là bông màu hồng đó con, mã 93 đó. Đó, 32 năm nha mấy cục cưng ơi, 32 năm. Rồi em lên sòn cái này luôn, cái này to đùng luôn nha, chuẩn bị nha, nghe em lắng nghe em nói nha. Trời ơi, đôi này mà chị yêu nào bỏ lỡ hơi bị tiếc. Bình thường mình mua cái khoen ở trên không là mình mua 22 triệu rồi, đôi ở dưới là mình mua tầm khoảng 30 triệu ha. À, rồi nguyên đôi này hôm nay em sale cực rẻ, 32 triệu 500 ngàn nha mẹ. Bông màu hồng này con, bông màu hồng nè. Con bỏ cái giò xuống đây mẹ lấy nha. 93 là bông màu hồng nè, tại cô đó cô chốt lại. Ôi giời ơi, 32 năm nhìn em, em có một đôi duy nhất nhìn em ha. Rồi em chốt với chị yêu che ri phính nè, 32 năm, để con mẹ biết con chốt lộn đó. Rồi 32 năm dùm em ha. Rồi em để chị yêu Kiều Diễm sao nha, nhớ dùm em làm mã sao là chưa có được chốt, em chốt cho người đầu nha. Rồi bông em hết luôn, 32.500.000, bự đẹp rẻ luôn dùm em ha. Rồi em lên một đôi bông vàng hồng này luôn, em sao đôi vàng hồng này 1.2 triệu một gam, tình yêu nó thích vàng hồng. Cái gì luôn? 32 năm chưa có ai chốt con nghe. Ủa mấy mấy chị ơi, em quên nè, chị che ri phính là hình như là chị ơi lấy cái này đúng không chị, tại nó đang bị cùng mã cho nên em đang bị rối loạn tiền đình luôn á. Đây à, rối loạn tiền đình luôn nha, vậy là em lộn rồi. 32 năm là cái này chị ơi, vậy là chốt lại cái lắc này đúng không chị. Chị ơi em sorry chị nha, nè con chốt lại cái này nè con, là cái này nè, tại vì hai cái nó cùng mã đó. Rồi vậy cái này giờ em bán lại 32 triệu nha, 32 triệu giùm em nha, chốt cái nào lấy cái đó giùm em hả mấy chị. À, rồi em chốt cho cô Thúy Lư nè, 32 triệu bông sòn. À, Thúy Lư 32 triệu bông sòn. À, hồi nãy cái nãy con sao chép mẹ rồi giờ nó mất tiêu rồi Ngọc Anh. Khổ quá. Cô Thúy Lư đó con, sao không để chữ không, tại giờ nó bị mắc cái đó rồi nè. Rồi em hết nha mấy chị, 13.560, 16.300.000 mấy cục cưng ơi, 163, 16.300.000. Đây nó đẹp nè mấy chị ơi, đó 9.6 này em hết nha, 9.6 em hết rồi mấy chị ơi. Rồi lên đơn giùm em 16.300.000. 32 hết rồi chị Châu Quy Ngương ơi. Rồi bông này em có một đôi duy nhất, em sale vàng hồng 1.2 triệu một gam luôn, 16.320.000 nhầm em 1.2 triệu. Dạ chị nào được đọc tên là chị đó chốt đơn, chị nào em để má sao là chưa nha mấy chị ha. Rồi một đôi duy nhất cực kỳ đẹp luôn nhầm em, 16.320.000 nhầm em. Đây tèn tén anh đen, bông này em có một đôi 3.6 ha, giỏ hộp luôn như thế này luôn, hôm nay em sale cực kỳ rẻ luôn. Bình thường mua cái giỏ như thế này thôi là 28.500.000. Nhớ giùm em hàng này là hàng VS sạch đẹp nha, nhưng mà là hàng có sách tay. Mai mốt nguyên đôi bông này đội lô 10 bán lỗ 20 giùm em. Đôi này hôm nay em bán dưới giá sale buông nóc luôn 28.800.000 giùm em đôi này, 28.800. Rồi em chốt chịu Hà Nguyễn giùm em, 16.320.000, ok cục cưng em hết nha. Rồi bông này 28.800.000 luôn dùm em. Giống như bình thường mình mua mình chỉ lời có cặp hộp mà nhân tạo thôi, hôm nay mình mua giỏ với hộp này luôn là mình lời luôn, lời luôn hộp sòn luôn mấy chị. 16.320 con, 28.8. Rồi em chốt cho chị yêu Thư Đặng. Rồi em hết nha, em làm nhanh nha mấy chị, nhớ dùm em mình chuyển đặt cọc đúng hay như em ghi ha. Rồi em hết 28.800.000, 288 dùm em. Hôm nay có thể là em sẽ like ít thôi ha, để em không có dám like nhiều, để còn một ngày hai ngày nữa em giải quyết cái kia cho nó xong hết rồi thì em sẽ like nhiều và like liên tục nha mấy chị. Rồi em có một cái này, rồi ni vòng này em không chỉnh sửa ni được nha, ni vòng em đang cầm là ni 52 nhưng 50, 51 vẫn bon chen đeo được luôn nhầm em, full nai luôn nhầm em. Rồi những này
Nhẫn này là ni 12 đường kính 17 nha. À, nhẫn này là ni 12 đường kính 17 giùm em. Vòng này bon trang 50, 51, 52 đeo được cho nên ni phổ thông. Rồi ai lấy nguyên set này em xem 1,2 triệu mới về. À, đợt trước chị nào mua 1,245 đựng giận nha. Hôm nay em chơi bung nóc 31 triệu set này giùm em. À, bông mới. Dạ ok cô Thí Lương nha. Rồi đây. Đây để em chốt đơn cho em này. 31 triệu. 1 triệu 2 1 gam giùm em nha. 31 triệu giùm em này. 28.8 em để chị Phương Thi là em để mã sao nha. 28.8 là em để mã sao. Ôi rồi. Ơi, 31 ơi. Triệu giùm em là cái này cho mẹ mới luôn giùm em. À, Vinh ơi, nhầm Thí Lư ha chị. Nhầm Thí Lư. Là gì ta? Cậu Thí Lư là nhầm ha chị. Rồi 31 triệu em chốt cho chị cô Thí Lư. Cô hỏi con gì cái để con hỏi lại coi con nhầm cô là gì vậy ta? Xã ok chị Suri xã 499 ha. Rồi. Rồi em có tổng cộng là 5 set tim giùm em, 1,240,000 một gam. Em có 5 set. Đó, đẹp cực kỳ luôn giùm em, nhỏ nhỏ xinh xinh giùm em ha. Rồi tới mấy chị cho mấy chị vừa vừa tiền nè. Rồi set này giùm em là 4,460,000, 446, em có tổng cộng là số lượng là 5 set. 4,460 giùm em. Làm đi cái lắc giùm em nha ha. Ok, mai chị làm cho mấy đứa nó nhận được đồ cũ em chưa? 4,460,000 giùm em. Thúy Lương lấy bông xoàn 35 ha. Không cô ơi, 35 là chị yêu Thanh Tâm chốt rồi. Giờ là cái 32 năm em lên lại nha. Chị ơi, cái đó bông 35 triệu bông bữa là chị Thanh Tâm chốt rồi, em không còn. Cô Thí Lư ơi, vậy là 32 năm là cô nhầm mã vậy con làm lại cho người khác nha. 4,460,000 giùm em có tổng cộng 5 set 4,460. Đợi, lên đơn luôn cho em này. 4,460,000 em có tổng cộng 5 set rồi. Vòng chữ H hồi nãy ha. Vòng với nhẫn là 31 triệu em chốt cho cục cưng nào này mới đọc tên ha. Rồi em chốt với chị Baby Bảo Châu. Chốt đơn 446. Ok tình yêu. 446 giùm em. Rồi em chốt chị yêu Lai Trần, giùm em 446. Rồi em chốt cho tôi là Vân 446. Rồi em chốt cho chị yêu Trang Đăng giùm em 446. Rồi em chốt cho chị yêu Hoa Lê 446. Rồi Thảo Ly 446 hết nha mấy chị. Rồi chị nào được đọc tên chốt đơn giùm em ha. Rồi em hết rồi mấy chị yêu xinh đẹp ha. Rồi hết nha mấy chị ơi. Rồi em qua lánh này nha. Đây em có số lượng là 5 lắc. Lắc 7D này cái to hơn giùm em. 1,320,000 giùm em. 1,320 giùm em nha. 11 triệu giùm em mấy chị yêu xinh đẹp ơi. 11 triệu em có tổng cộng số lượng cho mấy chị là 5 lắc giùm em. 11. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì mắc nha. Mã 7D không ở đâu có hàng luôn cho em nè. 11 triệu giùm em. Rồi em lên luôn cho mấy chị một cái này. Đây, chiếc này chị nào bỏ lỡ tiết thanh xuân. Em có một cái đôi bông LV. Rồi đôi này hơi bị đẹp. Rồi dinh xe đôi này cho mấy chị 1,190. 1,190 lắc tay là 11 triệu em có 5 chiếc. À, ok chị yêu Phương Trang giùm em mã 11. Rồi em chốt cho chị yêu Trần Kim Thúy giùm em mã 11. Rồi Thịnh Phú giùm em là mã 11. À, chị Rosa Lê giùm em là mã 11. Chị một cái gì em ơi? Là lắc tay đó con. Là cái lắc sắn mẹ mới đưa cho con đó con. Ok chị Quỳnh Loan với chị Phương Thảo ha. Rồi cuối cùng là chị Phương Thảo là em hết nha. Cuối cùng chị Phương Thảo là lại dính hết. Xong. Chết rồi. Giờ này mà điện thoại là không có nghe được. Ok cục cưng 11 giùm em chị Phương Thảo. Rồi hết con ơi. 5 gam 30. 1,190 giùm em ha. 6,350,000. 6,350 giùm em. Em có một chiếc một duy nhất. Đẹp xuất sắc luôn nha mấy chị. Ta nói không ai bán 1,1 mấy chân. Có em khùng khùng niên điên thương mấy chị. Em chơi em chơi xả láng sáng về mấy cài đó. 11 triệu là cái này. Bông tay 6,350. 6,350,000 giùm em. Rồi ok chị yêu Trang Vũ giùm em. Em có một đôi nha. Rồi em hết luôn rồi chị ơi. 6,350 hết. Rồi em xong. À dạ. Rồi lên tiếp cho em dây này. Dây tim mới về hơi bị lung linh giùm em, y như sòn luôn giùm em nha. 1,240.
Em có số lượng là 2 sợi dùm em ha, 1.240.000, 4 tấc 4 tấc 2 dùm em. À, Lâm Hân cưng làm mã nào của cưng ơi? Rồi dây này dùm em là 43.400.000. À, sorry, 34.300.000, tại em đọc ngược lại Tàn ơi. 34.300.000 dùm em. Em có tổng cộng là 2 dây dùm em. Đó, đẹp cực kỳ chưa? 34.300.000. Tao nói nó xuất sắc. Đụng hàng em đền. Rồi bông này em lên luôn cho mấy chị yêu em có. Đây, đôi này. Em có một đôi duy nhất thôi. Chị nào em đang sale nha. Chị nào hên mua được đôi này. Đôi này em sale 1.95.000. 34. Rồi em chốt chị Nguyễn Hà 34.300.000. Ok, cục cưng Nguyễn Hà dùm em 34.3. 6.3.5 em hết rồi mấy chị. Rồi sale nha. 7.400.000 dùm em. Chịu 195.000, chưa đến 1.200.000 luôn. Và không có đi Hàn Quốc được nha. À, đây bông tai đẹp cực kỳ chưa, xuất sắc chưa. Em có một đôi duy nhất dùm em ha. Nguyễn Hiếu Mâm, Nguyễn Thị Thương đúng không chị? Rồi ngày mai chị điện số này, chị sẽ gặp em sẽ giải quyết cho chị nha. Rồi cô chị chắc bị sót bill đó, cục cưng xinh đẹp. Dạ ok chị Thoa Kim, để nơi ai em ấy nha. 34.300.000 con. Rồi 7.400.000 em chốt chịu Mai Ngọc 74. Chốt đơn 7.400.000. Có 1.1 mấy thôi. Em nói hôm nay kèo thơm không à. Có nhiều chị lại tiệm hơi mắc hơn chút xíu, mấy chị đừng có buồn nha. À, chút xíu xíu rồi chứ không có nhiều. Rồi dây này em có một sợi duy nhất, cái em đang đeo tới 4.5 tấc. Đó, chị yêu nào chốt á thì mình cứ cắt ngắn lại giùm em. Dây này mình đeo cỡ 4.2 cho Vinh thôi. 1.240.000 một gam, 1240 nha. Đó, em đang đeo là 4.5 tấc, đồng hồ không có chị. Rồi, lên cho em chiếc này luôn, 1.200.000 một gam. Chị nào bỏ lỡ cái vuông này là hơi bị uổng, hơi bị uổng nha. Đây, 48 tới 58 đều được. 15.100.000. 15.100.000. Tèn tén tèn tèn. Chị nào bỏ lỡ lắc này hơi bị tiếc thanh xuân nha. 15.100.000 dùm em. Trời ơi nó đẹp nè. Xuất sắc mấy chị ơi. Người ta nói lung linh mấy chị ơi. Vòng 3 len 4 len có. 3 len 4 len có dùm em ha. Đây ngày mai chị điện số này cho em rồi em làm cho chị nha. Mai điện số này cho em rồi em làm cho chị. À, chị nào 15.100.000 dùm em. Em chốt cho chị yêu Nam Thi Trần dùm em. 15.100.000. Trời cái lắc này đẹp lắm. Quá hên luôn á chứ. Chứ hên cực kỳ. Rồi dây này em lên luôn 1.240.000. Đó mấy chị đeo cực kỳ đẹp. Học Amaro nó kết lại chứ mà một viên đá to. Cho nên mình đeo nó nhìn giống như là sòn nha mấy chị. Rồi em để sao cho chị yêu Kim Tiền dùm em ha. Có gì chị đầu tiên chuyển đặt cọc dùm em 5.000.000 nha. Đó, không được thì em sẽ bán cho người sau ha. Ngày mai ví dụ như chị nào mà 3 giờ mà thấy bên em bị sốc đơn không có trả lời inbox á, điện dùm em số hotline 2 số đó dùm em. 3 giờ hả, điện là tụi em lên nha. 66g55. Hơi dài. Dài là 82.500.000 đó mấy chị. Có gì cắt ngắn là em nghĩ dây này cắt ngắn tầm 70 nha mấy chị ơi. Dây này cắt ngắn, đeo ngắn như thế này em nghĩ tầm 70 thôi. Rồi bông vuông này em có số lượng là 5 đôi. 15.100.000 em hết rồi mấy chị. Bông này em có số lượng là 5 3 chứ số lượng 3 5g. Bông này là 6.250.000 mấy chị ơi, 6250. Rồi, đó, em có số lượng là 3 đôi giùm em. Đó, đẹp cực kỳ chưa? Trời dây này đeo với cái này nó sang nội ơi. Nó sang hơn chữ sang luôn giùm em ha. Rồi em có 3 đôi giùm em, 625 giùm em là bông. Dòng bi hai len mai có. Đó, có gì Vinh chụp hình cho coi thêm ha, 625 giùm em. Dây chuyền dài như thế này mình đeo dài 45 luôn á là 82.500.000, tình yêu nào cắt ngắn lại giùm em. Thì rồi em chốt cho chị Kim Hiền dây này ha, 825. Ok cục cưng Kim Hiền 825. À, cắt ngắn lại bao nhiêu em tính bao nhiêu giùm em. Rồi 625 em chốt chịu Lê Đen. Bây giờ chốt là đi nhanh là đó chế. Bây giờ chốt đi nhanh giùm em. Hoặc là chị nào mà tháng 7 tháng 8 á mà ngày mai em nghe rồi chị, ngày mai em nghe rồi. 625 825 là gì? 5 là cộng dây đâu của mẹ đâu. Ngày mai Vinh làm đi. Nhiều quá mấy chị ơi, nói thiệt một ngày nghe điện thoại không gọi là nhiều lắm, nó bị sót á. Thành ra mấy chị mai từ từ em lên thêm cho mấy chị nha. Rồi em hết cái này, bông tai em còn một đôi nữa. Em chốt cho Kim Vui Trần giùm em là 625. Bông vuông hai tầng, ok tình yêu Lý Phương Mai. Rồi 625 giùm em, còn một đôi ai thương mua giùm em. Rồi 625. Ok chị yêu Kim Vui Trần giùm em 625 giùm em, chốt đơn 625.
Rồi em hết nha. Rồi em chúc chị yêu Hải Yến giùm em là 625 giùm em. Sao nó nằm ở đâu nha Ngọc Anh? Sao mẹ không thấy được cái chỗ này? Tiêu mẹ rồi, cái này nó phải nằm ở đây ha. Rồi. Cái này là mình như vậy mình copy. Rồi, 625 giùm em. Hết nha mấy chị ơi. Rồi em lên bông ESL có số lượng là 5 đôi. Đơn giản đẹp cực kỳ, 1.250.000. Rồi, dòng này em sale 1.2 một gam nha. Đây nó đẹp cực kỳ luôn nha, một cái vòng lá lưới. Rồi, đôi này giùm em là 5.960.000, em có số lượng là 5 đôi ESL. Rồi em có một cái đồng hồ này em sale cho mấy chị là 1.150.000 một gam, mà em tặng luôn cực kỳ đẹp nha. Ủa cho mẹ cái gì? 5 phút nữa giùm con. Rồi mai chị điện cho em số này. Nó chưa lên hóa đơn tạm luôn nha chị ha chị. Rồi cái mai cái này đi rồi em lên cho cục cưng nha. 5.960.000 giùm em, 5960. Rồi ok chị yêu Wendy Nguyễn giùm em 596. Nhớ giùm em nha, ngày mai hỗ trợ giùm em. Ví dụ như ngày mai mà có bị sót tin nhắn của mấy cái like mới gì điện giùm em 596. Rồi em chúc chiêu Thảo Phương giùm nè, mã 596 giùm em. Rồi chị Kim Thí gì nè, 5596 giùm em. Đây đây mẹ, à đây mẹ sao chép cái đi. Rồi 596, chốt đơn 596. Rồi em chốt chịu Thảo Phương giùm 596, Kim Thí 596, Lê Hường 596. Ok cục cơ. Rồi ok chịu Lê Hường giùm em 5960. Con mắt máy lạnh nhiều độ không Ngọc Anh? Mở nhiều độ vậy bà hai? Muốn chết tôi vậy nè. Mở nhiều hai. Ở gì mày mở 18 độ vậy? 19.600 mấy chị ơi. 19.6 596 là nào? Đây nè bông này con, 5 đôi. Ok cục cưng em hết nha. Sắm 7D 4 tắc 2 em đang có. 19.600.000 mấy chị ơi. 1.200.000 một gam. Trời ơi nó đẹp. Không đẹp không lấy tiền luôn á. Đồng hồ chưa cưng vài bữa nữa nha. À, đây mấy chị nhìn đi nè nè, cái vòng lưới nè. Ni tai 48 tới 52 đều được, hơn 52 đều không được giùm em. 1.200.000 một gam giùm em nha. 19.600. Nhớ giùm em qua dịch rồi không có dồn đơn ha, có chị nào mua sỉ mà tưởng 100 gam dồn đơn 3 lần, 3 ngày đi giùm em, còn giờ em làm là đi liền luôn nha mấy chị. Nhà làm chốt ngày hôm nay là ngày mai đi liền luôn giùm em 19.600. Rồi em chốt cho cục cưng nó rồi là em hết. Rồi đồng hồ. Trời ơi, nhanh như một tia chớp giùm em, mặt em đang tặng luôn nha. Đó, rồi cái đai là 1.150.000 một gam. Rồi nhìn luôn cho em, đẹp cực kỳ. Cái đồng hồ em đang cầm là ni 52, chiều dài 1 tấc 65. Cắt được và ra vô ni được giùm em. Còn chị nào mà vừa ni tay liền thì đi liền luôn cho nó nhanh nha mấy chị. Còn không thì để lại một ngày để em chỉnh sửa ni ha. Trừ 42 gam 18. Rồi cái này 21 gam 45. 24.700 cái đồng hồ này giùm em. Trời ơi, bao đẹp, 24.700. Tao nói nó xuất sắc, không đẹp không lấy tiền, uy tín nghe bà con nhầm họ. 24.700.000 nhầm em cái này. Rồi em lên mẹ Quang Âm ha. Rồi bông pháo bông em có 10 đôi màu trắng và 10 đôi màu hồng. Rồi màu trắng là 1.180.000 một gam, màu hồng là 1.200.000 một gam nhầm em nha. Rồi em chuẩn bị lên luôn nhầm em, khóa bập cực kỳ, mình đeo nó thoáng lỗ tai. Rồi 4.600.000 là đôi này dùm em. 46 em có một chục. Ai lấy comment nhanh dùm em 46. Đồng hồ 247 là em chốt với chịu Mỹ Tiên 247. Chốt đơn 2470 dùm em. Rồi em để sao cho chị yêu Lưu Trần dùm em là mã để sao 247. Rồi em để sao. Rồi 4.600.000 là màu trắng dùm em. Em có một chục. Màu trắng em có một chục. Màu hồng em có 5 à. Màu hồng em có 5 nha. Tốt rồi mà. Đó mày vô rồi đó. Rồi 47 là màu hồng nha mấy chị, 46 là màu trắng nha em. Ai lấy cái nào vô đó giùm em nè. Ô con làm gì vậy? Chưa. Ồ mày lộn bọc rồi, sorry con. Ủa đâu rồi cái bọc mày mới ghi. Mày chưa được. Rồi set này em đeo xong là em xuống. Em sell set này 1.2 triệu. Ai lấy lên đơn nhanh giùm em nha. Em có set duy nhất nè. Đau họng nữa rồi mấy chị ơi. Mai bắt đầu em nghe điện thoại là em đau tiếp. 34.500.000 giùm em. 34 năm set này gồm bông với lại
dây em bán chung một cái luôn nè, 34.500.000 dùm em một set duy nhất. 6.2 nha. Đồng hồ em hết rồi mấy chị, đồng hồ bé hết. Hôm nay em like ít ít nghe mấy chị. Rồi mai chắc mà em nghĩ là like cách bữa like bữa nha. 246 chủ nhật, 357 hoặc 246 chủ nhật em like ha. Để em giải quyết cho xong đi rồi em like liên tục. Không, chủ nhật phải để chấm chứ. Rồi thì chủ nhật mày để chấm. Đẹp cực kỳ, 34.500.000. Chị nào bỏ lỡ set này tiếc, tiếc thanh xuân đó. 34.500.000. Bông 4.6.000 ha. Bông 4.6.000, khoan để em lên bông trước cái đã mấy chị ơi. Nó bị đứng máy á. Em làm hơi ít nha. Bữa hai bữa xong đi, em sợ đơn mà nhiều quá cái bắt đầu làm mấy chị sốt, mấy chị la nữa. Rồi 46 em chốt cho chị yêu Nguyễn Ngọc Châu. 46. Bông tai 2 tầng hả chị? Đây 46 nha. Em có set vuông này đẹp lắm nha. Rồi ok chị yêu Anna giùm em chốt đơn mã 46 Anna. Rồi em chốt cho chị yêu Kiều Trinh giùm em 46. Phan Trương giùm em là 46. Rồi em còn sòn ở đây, em có chiếc nhẫn này. Không. Gì vậy con? Không nói xuống mà. Rồi đây mẹ xuống, đây mẹ chốt này xong rồi mẹ xuống. Không nói, tôi sẽ xuống. Rồi xuống liền. 46. Người ta còn chưa có vô inbox cho mấy cô kìa. Lên không có xuống, không có vô inbox sao được. Ok chị yêu My Trần giùm em. Mẹ đau hỏng muốn chết này, mẹ ghét hỏng em muốn chết này nè. Rồi ok Thảo Quỳnh giùm em ha. Rồi ok chị Lê Phương giùm em. Ok chị Tiền Nguyễn giùm em. Kim Thúy Thủy nhà Trần Kim Thuy. Rồi ok cục cân. Rồi ok chị yêu Quỳnh Trang giùm em. Quỳnh Trang là hồng ha. Rồi ok chị yêu Hoàng Yến Trần là hồng ha. Rồi set này em có một set duy nhất, chị nào bỏ lỡ tiếc nha. Rồi set này em chốt chị yêu Mai Ngọc 34.500.000 ha. Rồi em hết nha. Rồi hết nha mấy chị. Set là em chốt chị Mai Ngọc giùm em. Cái này em chốt set trước cho Mai Ngọc rồi. Rồi giờ Katy Tống thì em để sau được không? Em để sau cái mã 34.500.000 ha chị Mai Ngọc. Để coi chị có chuyển cọc không thì có gì em mấy cho chị sao cái đó ha. Rồi 345 em để sau. Rồi em chốt chịu. Rồi em hết rồi. Rồi bye bye mấy chị nha. Em cách một ngày em lên ngày đi để mai em giải quyết đơn. Rồi mấy cái bill này thì ngày mai em sẽ lên bill đi luôn cho mấy chị trong buổi chiều luôn. Nếu mà chị nào mà trước 3 giờ, sau 3 giờ mà thấy bên em chưa có trả lời thì điện thoại để tụi em lên đơn cho mình nha. Ha, điện số hotline giùm em. Còn chị nào mà có nợ đơn tháng 7, tháng 8 hay từ giờ có chốt được, cái nào muốn trừ qua thì trừ giùm em ha. Rồi còn đồ cũ hồi trưa này em có điện nhiều đó, mấy chị nói để mấy chị lựa đó, thì một mấy chị lựa trên like, còn hai mai tụi em sẽ điện thoại lần lần nữa chụp hình cho mấy chị lựa được thì chốt luôn, còn không thì mình bán cái đó luôn đi. Rồi thí dụ như thay vì mình bán cái lỗ 25% mình đổi mình lỗ 15% thì sớt mua cấm qua sớt lại thì mua đặng, giống như là bán thua mua đặng thì em sẽ tính 20%, mấy chị vui lòng lấy tiền luôn đi cho nó gọn. Hoặc là chị nào thí dụ như chưa giữ ý thì để tụi em chuyển về, chứ để mấy chị gửi đồ cũ ở đây tụi em nhiều quá, tụi em giữ riết mờ lắm, giờ nhân viên không có nhiều để giữ cái đó đâu, nhân viên giờ nghỉ hết 50-50 rồi, thành ra là không có dồn đơn đi được, cho nên là hôm nay em làm mai em đi nha mấy cục cưng nha. Rồi bye bye mấy chị nha. 3, 4, 5, 5.